Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, suốt thời gian Đức Thầy hoằng đạo độ sanh, ngoài phần sấm giảng năm quyển, một quyển cách tu hiền và trên 200 bài thi thơ ngắn với mục đích quảng truyền chánh pháp mà trong giáo hội đã sưu tập, ngài còn thuyết pháp hàng mấy trăm lần cho đại chúng nghe, cũng như những cuộc tiếp xúc dạy bảo riêng từng người thì không sao kể xiết. Mỗi đều là những bài thuyết giáo hoặc dài hoặc ngắn, nhưng rất tiếc là thời gian ấy không ghi chép đầy đủ, chỉ truyền khẩu với nhau những gì còn nghe nhớ mà thôi. Mấy lúc nay chúng tôi may mắn được nghe các vị cao niên trong đạo đã từng gần gũi Đức Thầy thuật lại những mẩu chuyện chung quanh ngài, do quý vị ấy đã hân hạnh được nghe thấy. Chúng tôi cảm nhận có nhiều câu chuyện chẳng những Đức Thầy dạy riêng từng người mà còn dạy chung cho tất cả, và rất lợi ích cho việc tu hành nếu chịu khó sưu tầm ghi chép. Thấy giá trị của những lời khuyến dạy trong đó không khác nào bộ kinh pháp cú của Đức Phật thời xưa, cho nên chúng tôi mới mạo muội kết tập các mẫu chuyện ấy lại thành sách và tạm đặt cho cái nhan đề là Chuyện Bên Thầy. Mỗi câu chuyện chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là lời tường thuật, phần thứ hai là lời phụ bàn của tác giả. Kính thưa quý vị, để đáp ứng theo yêu cầu của quý đồng đạo gần xa, nhất là đối với quý cô bác lớn tuổi hoặc bận nhiều công việc không có thời giờ để xem coi, nên chúng tôi xin đọc ghi âm vào băng nhựa để cho quý đồng đạo tiện dịp nghe lại lời dạy hoặc gương hạnh của Đức Thầy, áp dụng vào cuộc sống đời thường, đem lại niềm hạnh phúc an lạc đúng với hoài bảo của ngài là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mở đầu chương trình, chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời chư quý đồng đạo nghe mẫu chuyện thứ nhất Qua Năm Dê. Vào khoảng mùa xuân năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy bị người Pháp an trí tại nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn. Họ kiểm soát quá gắt gao, không cho tín đồ lui tới viếng thăm ngài. Duy chỉ có Đức Ông, Hương Chủ Cư và một vài tín đồ khác cứ mỗi tuần vào buổi chiều thứ bảy mới được vào thăm trong vòng một vài tiếng đồng hồ mà thôi. Sau đó một thời gian, Đức Thầy cảm hóa được y sĩ Trần Văn Tâm, vị cai quản bệnh viện này, và thu phục được các anh em gác cửa bằng cách là dùng chai nước lạnh để trị bệnh mù mắt cho mẹ anh được sáng lại. Nhờ vậy mà từ đó anh em tín đồ đến thăm Đức Thầy mới được dễ dàng. Một hôm, ông chủ cư đang tiếp chuyện với một ít đồng đạo tại cửa, còn Đức Thầy thì nằm nghỉ nơi văn phòng phía trong. Bây giờ quý vị ấy cùng ông chủ cư bàn qua việc tu hành. Lần lượt họ đưa ra hai câu giảng: Qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hưởng chí. Rồi họ hỏi anh chủ, hai câu ấy ý nghĩa như thế nào? Ông chủ giải thích cho quý vị ấy nghe và nói hơi lớn tiếng: Nếu đến mùa hè năm dê mà không có chuyện gì hết thì tôi không tu nữa. Bỗng Đức Thầy bước đến lưng ông chủ, vỗ vai mà nói: Sao ông chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cổ là thời cổ, chứ đâu vì thời cổ mà mình mới tu. Tiếng chuông cảnh tỉnh ấy làm cho ông chủ giật mình và rất hối tiếc vì lời mình đã nói ra. Viết theo lời ông chủ Lâm Thơ Cương: Phụ bạc đang sống trong cảnh khổ đau khắc nghiệt, ai cũng muốn chống qua thời gian ấy để được hưởng sự thái bình an lạc. Đó là ý niệm chung của xã hội loài người. Đức Thầy cũng nói rõ tâm trạng ấy của chúng sanh trong một đoạn giảng: Thấy trần thế ai ai cũng mơ ước, đời sau không tới ước cho rồi. Nay khổ đôi
cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Nhưng đối với người tu hành thì phải có ý niệm sâu xa hơn. Bởi lẽ nếu vì sự khổ nhất thời hoặc vì thiên cơ thời cuộc mới tu, thì sự tu ấy chỉ tu qua chuông khổ mà thôi, chớ chưa sao đạt được mục đích. Cho nên trong lúc ông chủ nói lời quả quyết để tăng đức tin cho hai đồng đạo kia, thì Đức Thầy lại dùng phương tiện mở rộng tầm kiến thức cho tín đồ. Sao ông chủ nói kỳ vậy? Tu là tu, thời cổ là thời cổ, chứ đâu phải vì thời cổ mà mình mới tu. Đức Thầy cũng có lần nói với ông Hương Hầu Thủy rằng thiên cơ không nên bàn, vì bàn trật sẽ có tội. Bàn trật đã có tội rồi mà bàn trúng cũng có lỗi nữa. Qua lời chỉ giáo của Đức Thầy, chúng ta thiết nghĩ nó thâm thúy là sao? Bởi mục đích của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo không những chỉ dạy người tu gây phúc lợi riêng cho mình mà phải tu chung cho vạn loài, mà cũng không chỉ giải khổ cho thời gian hữu hạn mà phải giải thoát vĩnh cửu. Cứ theo định luật nhân quả thì lúc sung sướng thường là gây giống cho thời khổ đau, còn thời khổ đau nếu biết thức tỉnh thì là nguyên nhân cho ngài an lạc. Nên hãy còn làm một chúng sanh trong cõi trần gian, tất còn nhiều dưới định luật trải dài của vui và khổ. Phi trừ các bậc Bồ Tát Bổ Xứ mới không còn bị ràng buộc bởi nghiệp chướng xéo dài. Trong bài Trong việc tu thân sự kỷ, Đức Thầy có dạy: các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Cho nên người đã quy y đầu Phật, gặp thời táo loạn cũng tu, mà gặp lúc thái bình vẫn tu. Tu cho đến khi nào vẹn toàn bộ phận của một con người và kiến diện chân tánh mới gọi là đạt được mục đích. Tu đàn thế cho rồi thì sao mới được đứng hơi ngồi tòa sen. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ hai, chân lý vô cùng. Ông Lê Minh Đường trước quê ở Kiến Phong, sau di cư về Kiến An, Chợ Mới. Năm Đức Quỳnh giáo chủ khai sáng nền đạo, thân mẫu ông đã phát tâm quy y Thọ giáo với ngài. Có một hôm, thân mẫu ông bảo ông đến nghe Đức Quỳnh giáo chủ dạy đạo lý. Bà khen ngài dạy hay lắm, nhưng ông Đường không trả lời điều chi vì còn dè dặt suy nghĩ. Mãi đến mùa xuân năm Canh Thìn, ông Đường mới cùng một người bạn đến tổ đình viếng Đức Quỳnh giáo chủ. Khi đến nơi khoảng 9 giờ sớm mai, bây giờ cũng có tín hữu các nơi đến viếng độ vài mươi người. Lúc đó Đức Quỳnh giáo chủ đang chứng cho 5 người bán lá ở Cà Mau bỏ rượu và á phiện, cùng lúc quy y Thọ giáo. Nơi bàn phía trước, ông Năm Hiệu đang chép bài nguyện cho những người mới quy y và thuật lại các phiên Đức Quỳnh giáo chủ đã thuyết giảng. Sau đó ông Đường gặp ông Cả Đô, hai người cùng nhau trò chuyện một hồi. Chợt ông Cả Đô thấy Đức Quỳnh giáo chủ đi đến, liền đứng dậy hỏi: thưa thầy, bữa nay sao thầy không giảng? Vì có lính kính rình. Trả lời xong, Đức Quỳnh giáo chủ trở lại chiếc ghế dài phía trong, đặt lưng nằm. Ông Lê Minh Đường không còn hy vọng nghe giảng. Ông cố ý hỏi Đức Quỳnh giáo chủ một vài điều mà còn ngại việc xưng hô, vì chưa quy y nên không thể gọi bằng thầy. Sau đó ông nghĩ kêu bằng ông đạo đúng hơn, vì Đức Quỳnh giáo chủ hay giảng đạo. Hết sự suy nghĩ, ông Đường bước đến bên cạnh Đức Thầy hỏi: thưa ông, tôi muốn tu, không biết chân lý đi đến đâu. Đức Quỳnh giáo chủ ngồi dậy và đứng lên rất lẹ, vỗ vai ông Đường và nói: chân lý có một thôi ông à. Khi Đức Quỳnh giáo chủ trả lời xong, ông Đường và ngài đến chiếc bàn đặt ở giữa nhà. Đức Quỳnh giáo chủ ngồi vào chiếc ghế đai thứ năm. Ông Đường đứng kế bên hỏi tiếp: thưa ông, đành rằng chân lý có một, nhưng đi đến đâu là cùng. Đức giáo chủ đáp lại một cách quả quyết:
Tôi nói chân lý có một, không có hai, mà nó không cùng. Lúc đó nhiều người trách ông Đường sao hỏi cái gì kỳ cục vậy. Riêng ông Đường thì thấy thỏa mãn, không hỏi nữa. Mới xin với Đức Giáo Chủ cho một bài thi để suy gẫm. Đức Quỳnh Giáo Chủ liền lấy miếng giấy trên tay ông Đường, và ông Đường trao cây viết calo cho Đức Giáo Chủ. Khi viết, ông Đường để ý không thấy Đức Thầy có vẻ suy nghĩ hay ngưng bút. Ngài viết một mạch xong bốn câu thi. Phong dân kỳ nộ áo thiên tầm, nhuệ khi tam tư tám kiên dông, hồ bi thanh sự nê hồng nhàn, ta già huy điều diễn từ công. Đức Giáo Chủ viết xong trao cho ông Đường bảo về bàn và đưa một bài nguyện quy y, dặn về xem đó mà tu hành, viết theo lời ông Lê Minh Đường. Phụ bàn: đọc qua một chuyện ông Đường hỏi Đức Thầy về chân lý, chúng ta thấy đó là một điều rất cần thiết. Xưa nay dù ở phái duy tâm hay duy vật, người ta đều cố tìm ra chân lý, nên có người tìm ra chân lý bằng cách dung tìm ra, kẻ thì phí sức lên non cao xuống vực thẳm tìm ra chân lý, rốt cuộc phần đông cũng lún công. Thật ra muốn thấy được hay hiểu được không phải phí sức hay dung tìm ra hay dùng ý phàm phu mà hiểu được. Muốn gặp chân lý hay muốn hiểu được chân lý thì phải ráng tu hành, làm sao cho có trí tuệ mới mong đạt được chân lý. Bởi tất cả kinh văn pháp giáo dĩ nhiên ngón tay để chỉ mặt trăng, nếu ai chấp ngón tay là mặt trăng thì rất sai lầm. Con người hành đạo cứ chấp vào văn tự hoặc cái thế trí biện thông của mình thì không bao giờ thấu đạt chân lý. Giả lại chúng sanh thì lòng mê mờ không nhận sự thật của giả pháp, nên mới có sự thiên chấp cho giả là thật, cho thật là giả, rồi dẫn đến chỗ bất hòa, cũng như câu chuyện năm người mù rờ con voi. Người thứ nhất rờ đúng cái giòi, cho con voi như cái giòi hút nước. Người thứ nhì rờ đúng cái lỗ tai, cho con voi như cái quạt. Người thứ ba rờ đúng ống chân, thì cho con voi như cây cột. Người thứ tư rờ đúng cái bụng, cho con voi như cái trống trầu. Người thứ năm rờ đúng cái đuôi, thì cho con voi như cây chổi quét nhà. Năm người mù rờ con voi, rồi tả theo sự hiểu biết của mình, không ai giống ai, do đó mới có chỗ tranh chấp cãi lệ với nhau. Chớ chi năm người mù được sáng mắt, trông thấy còn những con voi thì không khi nào thiên chấp là đà. Người đời cũng thế, bởi vì các thị dục lôi kéo vào danh lợi tình, làm cho trí tuệ mê mờ không nhận được đường ngay nẻo thẳng, nên không thấy rõ chân lý. Vậy để thấu đạt chân lý vô cùng, chúng ta cần phải chọn một phương pháp tu hành như bát chánh đạo, phá ngũ uẩn, diệt lục căn lục trần, hoặc chuyên trì niệm Phật, vân vân. Trí tuệ tất được phát khai, chừng đó tâm trí không còn bị chướng ngại ngăn che, lại sáng tỏ như trăng rằm, thấy được sự thật của vũ trụ và vạn vật. Đó là đạt được chân lý. Thiên văn hữu thủy vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Cho nên người tu đến khi nào diệt hết vô minh chướng ngại, chừng ấy mới đạt được chân lý. Và có đạt được chân lý mới thấu hiểu được chân lý là vô cùng hay hữu cùng. Để chúng hòa xử lý cho nhà tu dễ thấu đạt, xưa kia ngài
Phụ Đà Mật Đa có thuyết bài kệ: chân lý vốn không tên, nhân tên rõ chân lý, thọ được pháp chân thật, chẳng chân cũng chẳng nguội. Ngày nay Đức Thầy khuyên: nương theo Đức Huệ tâm chân lý, lòng đi từ bi, diệt dục ở lòng. Hoặc là diệu quyền tiếp theo đến một chuyện thứ ba, tà đạo. Thời nhà Đức Phật pháp thấy cuộc đô hộ Việt Nam bắt đầu suy yếu nên muốn dời Đức Thầy sang Lào, nhưng chưa kịp xuống tay thì đến mùng 2 rạng mùng 3 tháng 9 năm Nhâm Ngọ 1942, viên đội Kimura dùng xe hơi rước Đức Thầy về Sài Gòn ở tại phòng thương mại sau đổ qua căn nhà số 150 đường Lơ Phèo. Lúc đầu Đức Thầy ở tại đây thì tại các tỉnh bọn mật thám tình nghi bắt bớ tín đồ, vì vậy Đức Thầy cho những người tín đồ nào bị pháp theo dõi đến ở với ngài. Anh em tín hữu lên Sài Gòn rất đông, sự ăn uống hàng ngày phải nhờ đồng đạo các tỉnh vận động tiếp tế. Bọn mật thám lại theo dõi bắt bớ và truy nã những nhân viên vận động tiếp tế. Thấy tình cảnh khó khăn, Đức Thầy cấm không cho tiếp tế nữa. Nhưng có một nữ tín đồ ở Cần Thơ không hay định cấm, cô chở một ghe thực phẩm lên Sài Gòn. Ông năm nữa đem việc này trình với Đức Thầy. Đức Thầy vỡ: tôi đã cấm, nếu còn tiếp tế, bọn mật thám chẳng những theo dõi biết căn cứ của mình mà chúng còn làm hại đến những người tiếp tế ấy nữa. Ông năm nữa bèn cho ông chủ cưu hay để nói vô tiếp. Độ nửa giờ sau, ông chủ đến thưa với Đức Thầy: có một nữ tín đồ ở Cần Thơ chở ghe thực phẩm lên tiếp tế. Lúc này con biết Đức Thầy đã cấm, nhưng thưa Thầy, nếu Đức Thầy không nhận thì người ta phải trở về, thật cũng khó cho họ lắm. Đức Thầy nói: thôi, Thầy chấp nhận ghe tiếp tế này, nhưng về sau các ông phải thông báo cho các tỉnh hay không nên tiếp tế nữa, nếu còn sẽ có hại chung. Được sự chấp nhận của Thầy, anh em tín hữu quân giá các vật tiếp tế lên. Trong một giờ thì xong. Sáng ra Đức Thầy kêu cô nữ tín đồ lên dặn bảo. Lúc đó ông Lê Văn Phán đứng nép bên cánh cửa để ý coi Đức Thầy dạy cô ấy ra sao. Đức Thầy nói: cô chở ghe tiếp tế từ tỉnh đến đây đã lỡ rồi, Thầy nhận cho. Từ đây chừng nào có lệnh mới được tiếp tế? Thầy nói cho cô biết, Thầy ở đây, cô biết đến viếng thăm. Sau này có một thời Thầy vắng mặt, có nhiều tà đạo ra đời, bọn chúng lộng hành cám dỗ những người nhẹ dạ non lọc. Viết theo lời ông Lê Văn Phán: phụ bạc, chư tổ chư sư cho đến Đức Phật lúc tại thế đều lo lắng cho đệ tử, thậm chí các ngài sắp nhập niết bàn cũng để lại lời di chúc cho đệ tử lấy đó làm định hướng trên đường hành đạo, tránh những nguy nan. Đến khi Đức Thầy ra đời mở đạo, lúc nào ngài cũng hỗ trợ tất cả tín đồ. Như trường hợp nhà Đức Cụ pháp tình nghi bắt bớ anh em tín đồ ở các tỉnh, Đức Thầy luôn luôn bảo trợ họ bằng cách cho tín đồ ở ngủ với ngài. Ngài hết sức lo lắng, khuyên cô nữ tín đồ ở Cần Thơ không nên vận động tiếp tế nữa. Đức Thầy cho biết, nếu còn tiếp tế thì bọn mật thám theo dõi bắt bớ, có hại cho những người cùng ở với Đức Thầy và các nhân viên cổ động tiếp tế. Chẳng những vậy,
Ngài còn để lời dặn dò người nữ tín đồ: sau này có một thời gian Ngài giáng nhập, có nhiều tà đạo lộng hành cám dỗ những người nhẹ dạ non lòng phải xa vào cạm bẫy của chúng. Điều này đã có lần Đức Thầy viết lên trên giấy: các đạo tà cũng hộ trì chúng ta bằng cách này hay bằng cách khác. Trên bước đường hành đạo, nếu chúng ta thật lòng tin tưởng thì chắc chắn Ngài sẽ chứng giám như lời Ngài đã cho biết. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dâng lòng tưởng sân trình đáo. Thật vậy, nếu là tín đồ thì phải có đức tin vững chắc mới khỏi lạc vào tà sư ngoại thuyết, đồng thời phải vâng lời đức tôn sư chỉ dạy, có thế mới tiến triển trên đường hành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ tư: quy y với ai. Khởi đầu cảnh đệ nhị thế chiến ở Trung Hoa, tai nạn đói kém tràn lan khắp nước. Bây giờ tại Bắc phần Việt Nam, đồng bào ta cũng vì nạn đói mà phải chết hàng triệu. Đức Thầy cảm thấy có trách nhiệm cứu nguy dân nước, nên Ngài rời Sài Gòn để trở về miền Tây, nơi có những cánh đồng bao la, dân cư trù phú. Cuộc đi này mệnh danh là khuyến nông, vì Ngài quan niệm rằng muốn cứu khỏi tai nạn của nước nó già mưa dài là trước đầu tiên. Trên khoảng đường đi từ Rạch Giá trở về Long Xuyên, Đức Thầy có ghé lại cổng số 5 thuộc xã Thạnh Đông, quận Kiên Tân, nay là chợ Kinh Tám Cái Sắn. Hôm ấy là ngày 17 tháng 5 năm Ất Dậu 1945. Bây giờ các ban trị sự cùng tín hữu xa gần lũ lượt kéo đến nghe Đức Thầy thuyết pháp. Mở đầu cuộc thuyết giảng, Đức Thầy khuyên nhắc đồng bào nên nỗ lực canh tác ruộng rẫy để trợ giúp lẫn nhau, nhất là trận giặc đói đang hoành hành tại miền Bắc. Kế đó, Ngài giải bài cách hành đạo của người cư sĩ tại gia. Mẫu tín đồ cần phát triển cả hai phương diện, vừa sốt sắng lo làm ăn và vừa lo tu hiền chân chất, có thế mới vượt qua cảnh nghèo đói chiến tranh sắp tới. Sau đó Ngài đề cập đến vấn đề tín ngưỡng quy y, Ngài cất tiếng hỏi lớn: trong bổn đạo có ai biết mấy chữ quy y theo mấy ngày? Trong bài quy y mà tôi đã viết là bảo quy y với ai và làm gì không? Im lặng một phút, Đức Thầy chờ đợi, chẳng thấy ai trả lời, Ngài bèn nói tiếp: quy y theo mấy ngày, có nghĩa là mấy ngày lúc trước tu những hạnh đức gì mà được đắc quả thần thánh hay tiên Phật. Bây giờ mình muốn chứng đắc quả gì trong số các ông ấy thì phải hành y theo đức hạnh của ông ấy, để sau này đắc thành ngôi vị như ông. Chuyện chỉ như vậy, có gì đâu mà không hiểu. Nghe qua ai nấy đều vui mừng cởi mở, viết theo lời ông Nguyễn Thiện Hòa: phụ bạc, xưa nay số phát tâm quy y đầu Phật. Có lắm người chưa hiểu rằng ý nghĩa của hai chữ quy y, nên họ có những mong cầu khác biệt nhau. Kẻ thì mong trời Phật ban cho mình hạnh phúc, làm ăn khá giả, con cháu đầy nhà. Người lại cầu vọng các đất thiêng liêng
giúp cho những phép linh sống lâu, yên ổn hoặc thi cử đắc thành, vân vân. Do đó mà họ chỉ lo nguyện cầu lễ mễ, chứ chẳng chịu cố gắng trì hành lời pháp giáo của tổ thầy. Quy y như thế thật quá sai lầm. Bởi vì Phật trời đâu dùng phép linh, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ương. Hoặc là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó giấc diều. Đằng khác có người lại không nhận xét kỹ bài nguyện quy y, họ chỉ hiểu một cách phiến diện theo quan niệm riêng mình, nên khi đọc đến câu nguyện quy y theo mấy ngày thì có người nhận rằng đã là một tín đồ đạo Phật thì quy y theo Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chứ đâu có quy y với các bậc khác được. Người khác nhận rằng chữ quy y theo mấy ngày đây là đức thầy bảo quy y theo chư quan cự, chớ chưa được quy y Phật. Thế rồi họ cứ tranh luận bài bác lẫn nhau, chẳng khác nào câu chuyện mù rờ do thở nọ. Đức thầy cũng đã hiểu biết quan niệm sai lầm thiên chấp của các hạng người nói trên, nên lúc còn ở tổ đình, trong một buổi thuyết pháp, ngài có dạy tín đồ biết đạo là điều quý, nhưng từ trước đến nay phần đông người ta quy y là chỉ để y. Các người nên sửa mình, trao tâm và niệm Phật. Rồi trong bài lời khuyên bổn đạo, ngài cũng bảo: nhưng các trò tuy lòng ngộ đạo, chớ chưa hiểu rằng nẻo bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là dân lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo, rồi dạy ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dân nhờ. Cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Đối với hạng người còn thiên chấp, thì Đức Thầy đã quyết nghi cho họ bằng những câu: tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Thế là đâu phải ngài dạy quy y riêng với một bậc nào, mà cứ tùy theo căn cơ và trình độ giác ngộ của mỗi người. Chứng cứ là ngài có diễn rõ trong những đoạn giảng sau đây, để tùy bậc mà nên, tùy duyên mà quá độ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tình mới màu. Cắn niết bàn là nơi cứu căn, về chốn ni xa lánh hồng trần. Dẫu không theo pháp môn hành đạo trong giáo lý Phật giáo hòa hảo, ta thấy rằng hễ ai tu được bốn đại đức từ bi hỷ xả thì chứng quả Phật đắc niết bàn, hành bát chánh đạo thì được giải thoát,
chứng bậc A La Hán, hành trì pháp môn niệm Phật thì giảng sanh cực lạc. Ai tu phước ắt được về cõi tiên, trung quân ái quốc thành thần thánh. Người hiền thì được dự hội long hoa, sống đời muôn thượng. Còn kẻ nào quý y mà chẳng hành y thì khỏi nói, chắc ai cũng biết như thế nào. Cho nên Đức Thầy mới giải thích chữ quý y theo mấy ngày, là ai muốn chứng đắc một trong các bậc Phật tiên thần thánh thì cứ hành y theo hạnh đức của các vị ấy, tức được kết quả. Quý y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện thứ năm, có nên sát sanh trong ngày giai không? Vào mùa thu năm Kỷ Mão 1939, lúc bấy giờ Đức Quỳnh Giáo Chủ còn đang truyền giáo tại Thánh Địa Hòa Hảo. Dưới bến Tổ Đình có mấy người làm đáy chẳng bắt cá linh theo nước đổ trôi xuống. Những người này cũng đã thọ giáo quy y với Đức Giáo Chủ. Theo quy tắc trong đạo thì đa số người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều ăn chay trì mỗi tháng 4 ngày. Buổi sáng sớm hôm đó, nhằm ngày chay lạc mà số người đóng đáy vẫn cứ tiếp tục đóng đáy như thường bữa. Chiều lại, Đức Thầy từ trên Tổ Đình ung dung đi xuống. Ngài thấy họ đang dùng cơm chay, ai nấy vẫn không thấy Ngài nói gì. Khi trở lên, Đức Thầy tiếp tục công việc trị bệnh. Cứ theo thường lệ, mỗi ngày sau thời cúng tối, những người làm đái đều lên Tổ Đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau giờ thuyết giảng đạo lý cho mọi người cùng nghe, Đức Thầy soi qua số người làm đái, nghiêm nghị hỏi: "Hôm nay quý ông ăn chay hay ăn mặn?" "Dạ bạch Thầy, chúng con ăn chay." "Thôi, từ đây Thầy cho phép các ông ăn mặn, nhưng các ông đừng đóng đái trong mấy ngày chay nữa." Mọi người ngồi lặng thinh ngơ ngác, chẳng hiểu Đức Thầy muốn nói gì. Đức Thầy bèn giải thích: "Yếu điểm sự ăn chay là cử sát sanh, chứ không phải ăn chay để cho người ta khen mình là người có đạo. Nếu hôm nay các ông ăn mặn thì chỉ sát hại một vài cân cá mà thôi. Đằng này các ông ăn chay mà còn đóng đáy bắt cá thì giết chết biết bao nhiêu mạng sống." Nghe lời giải thích chí lý của Đức Thầy, số người làm đáy vừa hối hận vừa vui mừng, vì đã được Đức Thầy dạy cho bài học quý báu, khiến họ nhận được chân giá trị của sự ăn chay. Viết theo lời của ông Lê Phát Quynh: "Phụ bạc, qua một chuyện trên, ai cũng thấy rằng hễ là người tín đồ nhà Phật thì phải ăn chay, hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng chẳng phải ăn chay bằng hình thức, mà phải ăn chay cả tâm trí nữa. Như trong Cửu Khúc, ông Ba Thới đã viết: miệng chay lòng phải trọn chay, miệng chay lòng chẳng thảo ngay ít gì." Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng bảo: "Chớ Nam Mô trì giới giữ trai, trai được tâm chân tâm mới quý." Xong, dù ăn chay trì hay chay trường cũng thế, đều phải biết tôn trọng mạng sống của các loài hữu tình để giữ tròn tinh thần từ bi bình đẳng. Bởi vì các sanh vật cũng có linh hồn, thân xác, cũng biết tha sống sợ chết như chúng ta vậy. Thế mà hiện giờ cũng có nhiều người quy y đầu Phật, đã sớm chiều tự nguyện giữ gìn theo giới luật của đạo. Nhưng trong những ngày chay lạc, họ vẫn còn săn bắt cá thịt để rộng nhốt, hoặc đem ra chợ bán. Thiết tưởng những tín đồ thuần thành của đạo chắc không một ai còn dám làm như vậy, bởi Đức Giáo Chủ đã căn dạy tín đồ một cách cặn kẽ.
không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được, và trong những ngày chay lạc hãy cử hạnh. Tiếp theo đến một chuyện thứ sáu, hạnh khiêm tốn của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đệ nhị thế chiến bùng nổ, thế giới khủng hoảng trước chiến tranh, dân chúng rơi vào cảnh điêu linh thống khổ. Với sự truyền giáo của Đức Quỳnh Giáo Chủ, lúc đó cũng lắm gian truân khổ khó. Thật dân pháp phải lo ngại trước uy tín của ngài, họ buộc ngài phải an trí nhiều nơi do họ chỉ định. Mãi cho đến năm 1942, ngài mới thoát khỏi sự kềm kẹp của chúng về cư ngụ ở Sài Gòn. Lòng thương nhớ thầy, đồng đạo lần lượt đến với ngài. Trong số đó, tại Cao Lãnh năm Giáp Thân 1944, có một số đồng đạo cùng nhau đi Sài Gòn viếng thăm ngài. Họ đi bằng chiếc ghe Tam Bản bốn chèo. Chuyến đi này gồm có ông hội trưởng, phó hội trưởng quận Cao Lãnh, ông hội trưởng xã Tân Tịnh, ông hội trưởng xã Tân Thuận Tây, các ông Hai Đấu và Bùi Văn Triển. Ngày 2 tháng 4 nhuận năm 1944, thuyền rời Cao Lãnh, đi theo những con sông lớn đến rạch ngòi heo hút, chạy 3 ngày mới tới Sài Gòn. Bốn ông hội trưởng bước lên trước, ông Đấu và ông Triển, nhờ bốn ông xin phép Đức Thầy cho hai ông diện kiến. Khi công việc của các ông hội trưởng trình xong, họ bạch với Đức Thầy cho hai người cùng đi được viếng ngài. Đức Thầy chấp thuận, nhưng ngài dặn sáng sẽ dắt lên. Sáng ngày đi quanh lộn trên đường Sài Gòn một lúc lâu lâu, hai ông được đưa tới cửa sau một dãy phố hai tầng. Bước vào căn phố, đứng trước một bàn dài như trước cái quả đường để ngồi cúng cơm ở các ngôi chùa. Hai ông chờ đợi. Lát sau, Đức Thầy từ cửa đi vào, vẻ mặt hiền hòa từ ái. Ông Đấu đứng lên xá Đức Thầy, ngài nghiêm nghị thân mình, tay buông thẳng và đầu từ từ cúi xuống. Bây giờ như có mạnh lực vô hình thúc đẩy ông Triển làm giống như ông Hai Đấu. Dẫu rằng từ trước đến giờ ông chưa gặp Đức Thầy lần nào, và trong ý ông nghĩ rằng có lẽ đây là Đức Thầy mà mình hằng mong gặp mặt. Hai ông chào hỏi Đức Thầy xong, ngài nhỏ nhẹ tỏ lời: cảm ơn các ông chẳng ngại xa xôi đến viếng Thầy. Vậy khi về nhà, ráng thực hành theo những điều mà tôi đã dạy trong sấm giả. Khi ấy ông Đấu bạch cùng ngài, cho ông được lại Thầy. Vừa nói, ông vừa quỳ xuống. Đức Thầy nghiêm nét mặt, đưa tay chặn và nói: không. Ông Đấu vẫn cúi xuống: không không. Tiếng ngài gắt lên, nhưng ông Đấu vẫn lại xuống. Liền đó Đức Thầy quay bước vào trong, tránh cái lại mà ngài đã không chấp nhận. Một lát sau, ngài trở ra trước sự ngại ngùng của ông Đấu. Ngài nói một cách nghiêm nghị và quả quyết: trước mặt tôi, những việc làm tôi không cho mà ông còn làm như vậy, khi không có tôi, ông hành động bướng bỉnh như thế nào nữa? Ngừng một chập, ngài tiếp tục nói rất nhiều về pháp môn hành đạo, chỉ điểm những điều yếu lý trong giáo lý Phật Đà, và ngài cho biết đời hạ nguyên ma quỷ tà thần hay lộng hành á dị, xưng Phật xưng thần nhiễu hại thế gian. Qua hàng giờ với lời khuyên bảo cặn kẽ, Đức Thầy đã làm cho tâm tư hai ông thơ thới như được uống bát nước cam lộ. Ở đó tiếp chuyện với mấy đồng đạo khác, chập sau hai ông trở ra. Lúc ấy Đức Thầy đang coi mấy anh em chùi rửa chiếc xe hơi trước cửa. Ông Đấu và ông Triển đến thương ngài để về. Đức Thầy đứng nghiêm đáp lễ với cử chỉ như lúc ngài chào hỏi quý ông ban đầu. Ông Triển cho biết với phong thái khoan hòa mà Đức Thầy đối với hàng tín đồ từ xưa nay ít người sánh kịp, ông quả quyết không thể nào lầm lạc trước những người hiện nay xưng cầu xưng thầy, mà tư cách của họ chẳng đúng vào đâu. Viết theo lời ông Bùi Văn Triển: phụ bạc, đem sự lễ bái và sùng ngưỡng các bậc siêu nhân Phật Thánh là điều tốt, đáng khuyến khích. Song
ta cũng không nên ngang bướng trước việc làm mà thầy tổ đã nhiều lần khuyên dạy. Chỉ thờ lại Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn sống và các vị anh hùng cứu quốc, với những kẻ khác nên bỏ hẳn sự lại lục người sống, cho đến thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi. Thế mà hiện giờ có lắm người tự cho mình là chứng đắc quả vị Phật tiên, hầu lè đời phỉnh gạt thế nhân. Họ ngang nhiên để thế nhân lễ bái phụng sùng, sống phè phở bằng mồ hôi và nước mắt của những kẻ cuồng tín. Trái lại, ở câu chuyện trên cho ta thấy đức giáo chủ đối với tín đồ có một giá trị khó lường. Hạnh đức khiêm tốn của ngài thật vô cùng thánh thiện. Nhưng trong khi thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, bao mối đạo mới mọc lên như cỏ dại, kẻ xưng thầy xưng Phật lộng hành á dị, thì làm sao chúng ta phân biệt ai là tà ai là chánh? Gút mắt ấy được đức giáo chủ phân giải: bây giờ bất cứ luận người nào không dùng của thế sắc cười màu cũng không nói cho bốn đạo rõ lòng ấy là chân chánh vinh giang. Bởi vậy giáo lý siêu thượng của ngài mỗi ngày mỗi lan dần vào quần chúng, tín đồ càng lúc càng đông, ấy cũng bởi đức khiêm tốn của ngài trùm khắp, lời tiên tri của ngài đã thực thể chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 7, phương pháp nhẫn nhục. Giữa rừng núi âm u, nơi miền Thất Sơn hùng vĩ, mỗi khi khách du hành để bước đến, ai cũng thấy lòng mình thanh thoát lân lân, và tin nơi đây sẽ có những gì thiêng liêng quyền bí. Ông Nguyễn Văn Phẩm, người quê ở quận Cao Lãnh, nay thuộc tỉnh Kiến Phong, bởi sớm nhận xét cảnh đời đầy đau khổ, vạn vật vốn vô thường, nên ông tách rời gia đình, tìm đến non Thiên Cẩm Sơn để lo về tu tâm dưỡng tánh. Sau khi viếng qua các thắng cảnh, ông Phẩm dừng chân tại đá dựng cùng một vài bạn đạo lo việc tu hành. Một buổi chiều tà, mây trắng tỏa trùm phủ cả rặng cây vách đá, gió thu thổi nhẹ nhẹ làm mát dịu lòng người. Ông Phẩm ra đứng trước cửa điện hóng mát, mắt đăm chiêu theo con đường xuống núi, bỗng thấy một đoàn người từ phía chân núi tiến lên. Khi đến gần, ông Phẩm thấy người đi trước hướng dẫn tuổi độ 20, tướng mạo cao ráo, trông ra dáng khoan nhã, da trắng, mặt hồng đỏ, lộ đầy vẻ trang nghiêm khí phách. Người ấy chính là Đức Quỳnh Giáo Chủ, còn năm người đi sau là tín đồ của ngài. Qua lời chào hỏi, ông Phẩm bắt đầu thầm kính đức thầy. Hôm ấy đoàn người nghỉ đêm tại đây. Sau thời cúng tấu, đức thầy ngồi lại thuyết pháp cho mọi người cùng nghe. Trong thời pháp ấy, ngài nói rất nhiều, nhưng ông Phẩm còn nhớ được một câu của ngài khuyên: các ông tu hành nên chừa cho được tánh nóng giận mới mong kết quả. Đoạn rồi ngài đặt câu hỏi: nếu có ai đem cho mình một món quà mà mình một mực từ khước thì họ phải làm sao? Ai nấy đều không hiểu ý như thế nào nên đều lặng thinh hết. Ngài bè nói tiếp: nếu mình không lãnh thì họ phải đem về. Cũng như thế đó, nếu có người dùng lời bất nhã hoặc nặng nhẹ đối với mình mà mình nhịn được, lòng không chút sân hận, tất nhiên bao nhiêu nghiệp quả đó người dùng lời nặng nhẹ kia phải mang. Viết theo lời ông Nguyễn Văn Phẩm. Phụ bạc, xưa nay những trạng huống chia rẽ bất công, chém giết quán thù nhau thường xảy ra trong xã hội, đều do lòng sân hận mà ra. Kinh Phật bảo: tiếng nói trong cơn giận còn bé hơn dao búa, nó đoạn tiệt tình nghĩa giữa thân bằng quyến thuộc một cách quá đớn đau chua xót.
khi giảng về thập ác, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã bảo: tánh sân nổ thường làm báo ngược nên loài người ở cõi thế gian, giận hờn nhau thù oán dày tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Đối với người tu hành, phải xem tính nóng giận là món phiền não căn bản và tai hại vô cùng. Nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai. Nên Đức Bình Giáo Chủ quả quyết rằng: tu còn ai ô sân si, tu còn nhiều tâm dị kỳ trần. Sân si phỏng có điều thế mệnh, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài. Thật vậy, phải có đức tánh nhẫn nhục, người tu mới trừ được tánh nóng giận, như Đức Giáo Chủ thường hằng khuyên: ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết đi giận ta khuyên, chữ nhân quả ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Cho nên kẻ hành đạo có rèn được đức tánh nhẫn nhục mới trừ được lòng sân hận, mà lòng sân hận chẳng còn thì bao nhiêu nghiệp chướng quan gia không do đâu phát khởi. Nếu được thế thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Do đó mà Đức Thầy dạy ông Phẩm và các tín đồ nên trừ cho được tánh nóng giận. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện thứ 8: ăn chay trường có lỗi không? Giáo điều Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ đề xướng là một giáo điều thích hợp với căn cơ và cá tánh của quần sanh hiện đại. Nên chi chỉ trong một thời gian kỷ lục, Ngài đã được đa số nhân sinh hướng theo quay về lẽ đạo, vì muốn cho phương tiện trong việc trai giới khi bước chân vào đạo ngày dài. Chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Cũng vì thế, cô Năm Kiềm, một tín đồ ở xã Long Thuận, Châu Đốc, sau khi quy y với Đức Thầy, cô về nhà một lòng tinh tiến thọ trì luật giới theo quy tắc mà Đức Thầy đã dạy trong sám cơ. Một hôm, cô bắt cá làm thịt. Trước khi đến dễ như thường lệ, cô giáng mạnh cán dao vào đầu cá, văng lên tiếng bóp. Cá giải đành đập. Hốt nhiên tâm thần cô kích động mãnh liệt và cô vô cùng sợ hãi. Một luồng tư tưởng thoáng trong tâm não, cô tự nghĩ: chà, vì sự ăn của mình mà giết người ta tội quá, thôi từ đài nhất định không ăn và giết nữa. Thế là từ đấy cô bắt đầu trường chay. Được trải qua hơn 1 năm, ngày kia có chị hàng xóm bảo: cô Năm à, tôi thấy trong giáo lý của Đức Thầy, Ngài dạy ăn chay có 4 ngày, sao cô lại ăn chay trường? Sợ có lỗi lắm ta, hãy ăn mặn như thường lệ đi. Lời phân bày đó làm xáo trộn lòng cô. Cô bâng khuâng lo nghĩ mãi. Sau nhiều đêm suy nghĩ nhưng chẳng tìm ra một biện pháp minh giải cho vấn đề này,
cô quyết định đến gặp Đức Thầy để nhờ Thầy phán quyết. Lúc bấy giờ là trung tuần tháng 5, năm Canh Thìn. Đức Quỳnh Giáo Chủ vì sự nghi kỵ của nhà đương quyền Pháp nên họ dời Ngài xuống làng Nhân Nghĩa, Xà No. Khi ra mắt Đức Thầy, cô Năm hỏi ngay: Bạch Thầy, tôi xin phép Thầy để hỏi qua một việc, ăn chay trường có lỗi chăng? Mong Thầy phân bày tôi rõ hầu thực hành theo. Đức Thầy tươi cười nhưng không trả lời ngay sự thắc mắc vừa qua của cô, mà Ngài hỏi dặn lại: Lúc nhỏ vào trường học, cô ngồi lớp mấy? Thưa, học lớp 5. Ngài mỉm cười: Như thế cô ở ngoài lớp 5 hay vài năm sau cô lên lớp 4, 3, nhì nhất? Dạ thưa, tôi lần học lên chứ. Đức Thầy nghiêm nghị nói: Vậy có lý nào khi người ta học ở lớp cao rồi xuống lớp thấp đâu, mà xuống ở lớp thấp như thế coi sao được? Vậy sự chay trường của cô không bao giờ có lỗi cả, đó là việc quý báu nhất. Cô nên gắn chí hành trì, đừng thối chuyển làm mất đạo tâm. Qua lời giảng dạy vàng ngọc của Đức Thầy làm cho lòng cô thơ thới nhẹ nhàng. Khi trở gót, cô mang một niềm hân hoan vô hạn, cởi bỏ những gì ngờ vực đang phủ quanh. Cho đến bây giờ 1970, cô vẫn tiếp tục trai giới tinh nghiêm, viết theo lời ông Nguyễn Văn Ba tự tất. Phụ bạn, nhưng chúng ta đã hiểu, ăn chay là do lòng từ bi và tâm bình đẳng, thương yêu muôn loài vạn vật, muốn đem nguồn vui cho cả chúng sanh, chứ chẳng phải do lòng cá nhân ích kỷ riêng mình. Theo Đức Lục Tổ thì muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Kinh Lăng Nghiêm cũng cho biết, hễ sát hại một mạng thì trả lại một mạng, tâm giết hại chẳng dứt trừ, con người không thể thoát khỏi cảnh trần lao được. Như thế, ăn chay là tránh khỏi luân hồi quả báo, nuôi lòng từ bi, diệt tâm tham sát. Vậy là Phật tử, ta nên cố gắng ăn chay, dầu ít, dầu nhiều, và lành đến chỗ trường chay là tốt, như Đức Thầy có dạy. Tương dư dư phần gió tròn, cuối niềm thân dầu mất còn sẽ phân. Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa chúng sanh ra, phần tu hành đám bạc rau tương, miệng cầu được an hương bốn bề. Nhưng thực chất chưa đủ, người tu hành khi nhận thức chân lý qua giáo điều nhà Phật tất phải cố gắng thực thi đến chỗ chay tâm nữa mới là điều cao quý. Chữ Nam Mô trì giới dự chay, chay được tánh, chay tâm mới quy. Theo một chuyện kể trên, chúng ta có thể chung quyết rằng ăn chay trường không bao giờ có lỗi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện thứ chín, không chú trọng hình thức. Trong căn phố tọa lạc tại đường Lơ Phèo ở Sài Gòn, vào một buổi chiều mùa đông năm Giáp Thân 1944, một câu chuyện khá tế nhị về vấn đề không chú trọng hình thức đã được diễn ra, mà chứng nhận là ông Lê Tấn Tài, người đã thuật lại một chuyện này. Chuyện như sau: khi trời sụp tối như thường lệ, Đức Thầy bắt đầu thời công phu lễ bái. Lúc Ngài ra cúng tại bàn thông thiên, ông Tài và ông Rớt mới bàn tính với nhau, định rình coi Đức Thầy lại như thế nào để khi về nhà có thực hành theo.
Tính xong, hai ông bèn núp vào trong cánh cửa, có chỗ trống hơn một kẻ tai ngó ra. Từ bàn thông thiên, Đức Thầy đi lại chỗ hai ông đang đứng. Ngài nói: Hai ông đứng đây làm gì? Hai ông nghĩ bụng: Không biết tại sao mình đứng chỗ kính như thế này mà Đức Thầy nhìn thấy. Hai ông vội vàng thú thật cùng Ngài: Thưa Thầy, chúng tôi là định đứng đây coi Thầy cũng như thế nào, đặng lễ bái theo cho đúng. Đức Thầy đáp một cách nghiêm nghị và quả quyết. Nói như vậy thì hai ông được gần gũi tôi, làm đúng theo thể thức tôi cúng lại thì Phật chứng và là tín đồ của tôi. Còn những anh em không có dịp gần tôi, cúng lại không giống tôi, rồi Phật không chứng và không phải là tín đồ của tôi hay sao? Qua lời phán dạy của Đức Thầy làm cho hai ông sực tỉnh, dứt khoát tư tưởng chấp nên hình thức và chỉ hiểu đó là phương tiện để tiến đến chỗ cứu cánh. Mà điều quan trọng trong khi lễ bái là phải thành tâm, viết theo lời ông Lê Tấn Tà. Phụ bài: Sự tu hành cốt ở chỗ thấu đạt chân tâm, thể nhập đại định, nên mọi hình thức tu tập bề ngoài đều nhằm mục đích giúp cho hành giả dùng hình thức chuyển nội tâm. Vì thế, sự cúng lại miễn sao cho được thực hành, và sớm nhất là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai, hoặc sớm với chiều gắn chí nguyện cầu là được. Lại nữa, cốt yếu ở sự lễ bái là ở chỗ lễ Phật giả kính Phật chi đức, lễ bái Phật để cảm kính đức độ từ bi của Phật và nguyện làm theo công hạnh của các ngài. Hơn một lần, Đức Thầy đã bảo: Còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Nói như thế, không có nghĩa là Ngài cho phép chúng ta khỏi lễ bái và lễ bái một cách bừa bãi. Mà ở đây, Đức Thầy dạy chúng ta đừng mắc vào sự mà quên phần lý. Tâm ta bao giờ cũng đoan quyết dọn bề trong, để cho ánh sáng trí huệ ngời lên, xua đuổi bóng tối vô minh, hầu gần chân bản thể cùng chư Phật. Câu chuyện trên quả thật là một phương thức dạy ta phá chấp hình tướng vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 10, chỉ có một nấc. Chiều nay anh em đừng đi chơi đâu xa. Lời nói ấy là khẩu lệnh của Đức Thầy phán dạy trước một số đông anh em đồng đạo vào chiều ngày 9 tháng 3 dương lịch 1945 tại khu phố số 150 đường Lơ Phèo, Sài Gòn. Anh em đồng đạo mãi thắc mắc trước khẩu lệnh này, họ tự cực chấn nơi lòng: Có chuyện gì xảy ra trong đêm nay? Ông Lê Văn Phán, một đồng đạo hiện có mặt trong thời gian ấy, lòng cũng nghi na. Ông bèn hỏi ông chủ cư: Đêm nay có chuyện gì sao mà Đức Thầy không cho đi chơi vậy chủ? Vẻ trầm ngâm, xem lẫn trong sự ái ná, làm hiểu rõ trên khuôn mặt ông chủ trước câu hỏi của người bạn đạo. Ông đáp: Việc này Đức Thầy cấm không cho ai biết, đêm nay những đạo chánh pháp đó. Tâm tư ông Phán, một vùng trời tự do lé ra. Ông vừa mừng cũng vừa lo. Chập sao, đèn điện đã cháy sáng. 7:40, một phát súng lệnh nổ lên, hàng trăm tiếng khác phụ họa, và rồi liên tiếp tiếng ì ạch đạch đùng, tiếng người la ó hò hét rên rỉ. Một thứ âm thanh hỗn loạn kỳ quặc được dâng lên từ mặt đất lên cao cao mãi. Nhật đạo chánh pháp, lời nói thì thầm qua cửa miệng của người dân dị. Quyền hành thực dân pháp sau đêm kinh hoàng ấy đã mất tất cả, phải dừng lại cho anh lùng Nhật Bổ. Toàn dân dị đều phấn khởi, tưởng chừng nền độc lập tự do từ nay đã thành đạt. Sáng ngày 10 tháng 3 dương lịch 1945, hầu hết anh em đồng đạo hiện trú ngụ bên cạnh Đức Thầy được cơ hội đi viếng đó đây. Ông Lê Văn Phán cũng đồng tâm trạng như các đồng đạo khác. Sau khi vào cảnh xong, ông trở về thì đúng bữa cơm sáng. Đang lúc ông Phán ăn cơm với anh em, Đức Thầy từ trên lầu đi xuống. Ngài hỏi ông: Bộ ông mừng lắm hả?
Dạ thưa thầy, con mừng lắm. Đó chỉ là một nấc thôi ông ạ. Thuật theo lời ông Lê Văn Phán: Phụ bạc, phàm là người khi trí đại giác đã mở, thì những gì rút mắt bí ẩn của dòng đời, của cơ tạo hóa, các bậc ấy đều biết trước. Biết trước một cách rành rẽ rạch ròi. Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng thế, trước sự hân hoan nô nức của mọi người, trước niềm tin vào thế cờ của Nhật, đất nước sẽ chuyển qua thời kỳ mới, thì Ngài cho biết đó chẳng qua chỉ mới một nấc thôi. Quả thật, sau đó một thời gian, hai quả bom nguyên tử rơi xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo. Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện, Pháp trở lại, dẫm bừa gót dài xâm lược trên đất Việt. Lại một lần nữa người dân vô tội ôm hận dưới bạo lực cường quyền. Thế là lời tiên tri của Ngài đã chứng thực. Sông cây thang cổ não khóc hại, nào phải chỉ có một nách mà hết đâu. Ông Nguyễn Văn Thới, một nhà đạo học uyên bác, có viết trong cửu khúc: Thang người hai nách khó biết sao, từ tí chỉ hời biết đâu mai chiều. Đã biết sự khổ não, còn biết hơn những ngày cơ tận, chúng ta hẳn phải trì trí bền lòng tu tỉnh để đón tiếp một ngày mai quý hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện thứ 11. Tôi làm huấn luyện viên. Bước truyền đạo của Đức Thầy trong thời nước Việt còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp thật là vất vả. Chính Ngài phải rày đây mai đó, không lúc nào yên. Vào ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, người Pháp bắt Ngài qua Châu Đốc. Sau 2 giờ, họ đưa Ngài đi luôn xa đét. Ở đây mấy hôm, họ cạch vấn Đức Thầy đủ cách. Sau cùng, họ quyết định không cho Ngài truyền đạo trong 3 tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên và Sa Đéc. Ngoài ra, Ngài muốn đi đâu tùy ý. Thế là ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn, Đức Thầy đến cư ngụ tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thành tại rạch So Đũa, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Trong bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa, đoạn mở đề, Ngài có viết: Kể từ 18 tháng 4, Canh Thìn lưu chữ thiên từ, tới ở đây cho làm nhân nghĩa biết thầy, đem ở truyền mối đạo tham mây chỉ chừng. Thời gian ở đây, người ta lần lượt kéo đến nghe Đức Thầy thuyết pháp càng lúc càng đông. Cứ mỗi lần có ai đến xin quy y thì Đức Thầy kêu ông Bộ Thành chép dùm bài nguyện cho họ. Suốt tháng qua, ông Bộ ngồi viết từ bài này sang bài khác. Hôm nọ, ông đang ngồi viết, bỗng buông xuống suy nghĩ: Đức Thầy ở đây trên một tháng mà mình cứ lo chép bài nguyện cho người ta, chính mình chưa được Đức Thầy cho bài quy y nào hết. Ông Bộ liền rời chỗ ngồi, bước đến gần Đức Thầy. Bạch Thầy, hôm nay con lo chép bài nguyện cho người này người kia mà phần con chưa có, nay nhờ thầy cho con một bài để con quy y. Đức Thầy đã: Thì sẵn đó ông Bộ cứ chép mà học đi, nhưng hễ quy y thì phải cúng lại cho đủ hai thời, sáng và chiều mới được. Thưa thầy, con học bài nguyện được chớ cúng lại không được thầy. Tại sao vậy? Vì từ trước tới giờ chưa quen quỳ lại. Quỳ lại đau đớn quá. Đức Thầy vừa cười vừa bảo: Thôi, cứ học cho thuộc đi. Cách một tuần sau, Đức Thầy gọi ông Bộ Thành đến: Hôm nay tôi mượn ông làm một việc được không? Bạch Thầy, Ngài dạy việc chi con cũng sẵn sàng hết. Kể từ nay tôi cử ông làm huấn luyện viên nghe. Quấn luyện việc chi, Bạch Thầy?
thì có ai đến quy y, ông cứ chỉ dạy người ta cách thức cầu nguyện và lễ bái cái gì. Ông Bồ Hạnh rất vui vẻ ưng chịu. Trưa hôm ấy có ba người đến xin quy y, ông Bồ Hạnh lấy bài cầu nguyện trao cho và dắt họ lại bàn thờ chỉ cách thức. Bà nhảy thưa: chúng tôi từ hồi nào đến giờ chưa biết lại Phật. Ông Bộ gần gũi Đức Thầy, có thấy Ngài lại ra sao? Nhờ ông vui lòng lại trước cho chúng tôi lại theo. Ông Bộ hơi dần dừ, tay sờ đầu gối và cố ý tìm cách lý thuyết cho ba người hiểu. Bây giờ Đức Thầy ngồi từ ghế trước trông vào nói lớn: lãnh trách nhiệm huấn luyện viên thì việc gì cũng làm trước cho người ta học theo chứ. Ông Bộ giật mình chẳng dám dần dừ, bèn quỳ xuống nguyện và lại cho ba người ấy làm y theo. Bắt đầu từ đó, hễ có ai đến quy y với Đức Thầy, ông Bộ cũng tiếp tục làm như vậy. Thế rồi mỗi ngày hai thời cúng, ông Bộ vẫn thường hành mà chẳng còn sợ đau đầu gối nữa. Giờ đây ông mới chợt hiểu ra Đức Thầy dùng phương tiện khéo léo để giúp ông lễ bái được dễ dàng, viết theo lời ông Võ Văn Trì. Phụ bài: lời xưa đã bảo, thế thượng vô năng sự, đô lai tâm bất chuyên. Trên đời muôn việc không chi khó, khó với lòng mình chẳng chịu chuyên. Đúng vậy, việc chi mà ta chưa làm đến đều cho là khó, nhưng khi đã làm quen rồi thì thấy rất dễ. Về phương diện tu hành, sự lễ bái là hình thức phụ thuộc, là bước sơ khởi của người hành đạo. Nhưng nếu ai chưa từng làm thì rất khó khăn. Trường hợp ông Bộ Hạnh, vì từ trước vốn sống cảnh phong lưu đài cát, chưa từng chịu cực khổ lễ bái lần nào, nên có quan niệm không thể nào mình làm được việc đó. May nhờ Đức Thầy là đấng từ bi sáng suốt, Ngài dùng phương tiện khéo léo giúp ông Bộ Hạnh thành công một cách dễ dàng. Vẫn biết sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo, song nếu người thiếu nó thì chẳng khác nào xe thiếu xăng nhớt, xe không thể di chuyển được. Hơn nữa, một người cán bộ nếu không lão luyện công việc và không thực hành trước được những công việc thì làm sao bảo người ta hăng hái thi hành theo. Cho nên trong tập đề, Đức Thầy có dạy tín đồ khi đặt chân vào cửa đạo phải chịu khó tập sửa đúng theo quy điều giới luật của thầy tổ đã dạy, và cứ cần chuyên mãi như vậy mới mong kết quả. Chữ tập đề nay đã mở cửa để đem đi vào khuôn khổ người hiền, ráng cực lòng một do đó mà Ngài hằng khuyến tấn: sớm chiều bình đẳng chớ lời, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Và Ngài quả quyết rằng: sớm với chiều gắn chí quyền câu, thì sẽ được tòa chứng vừa kê. Câu chuyện ông Bộ Hạnh vừa kể trên há chẳng phải là một tấm gương soi sáng cho hậu thế ư? Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 12, khẩu nghiệp. Nơi Kim Sơn Tự, khoảng thượng tuần tháng 11 năm Kỷ Mão 1939. Vào một ngày nắng sớm chan hòa ấm áp, Đức Quỳnh Giáo Chủ đang ngồi trên chiếc ghế dựa bàn giải việc đạo cùng một số tín đồ của Ngài. Ông Năm Chơn, ông Biện Hầm, ông Năm Hiệu, ông Đặng Thành Tựu đang nói chuyện, bỗng Đức Thầy ngừng lại, đứng phắt dậy, hướng mắt ra cửa nói: đem đi đâu vậy? Đem về đi, mượn người ta thì mang ơn người ta chứ. Lúc ấy chẳng ai hiểu Đức Thầy nói gì và ám chỉ về việc chi.
Thì kia, một bà lão từ trên chiếc xe lôi ngoài đường đang bước xuống, trên tay bồng một đứa bé độ 7-8 tuổi quạt quài đi vào. Bà lão vừa đặt đứa bé xuống bộ giá ngựa thì đức thầy cũng lặp lại câu nói ban nãy: đem đâu về, mượn người ta thì mang ơn người ta chứ. Bà lão tỏ vẻ lo lắng, giọng trầm buồn bạch với ngài: bạch thầy, nhờ thầy ra ơn từ bi cứu giùm cháu tôi. Số là buổi chiều hôm qua, dâu tôi là mẹ đứa bé này vì tức giận nên đã kêu thần thánh mà trù rủa con nó rất nhiều, thành ra hôm nay mới xảy ra việc này. Bằng một giọng rầu rầu tha thiết, bà tiếp: nó đau nặng quá thầy, xin thầy làm phước cứu giùm nó. Thật vậy, đứa bé kia chỉ còn chút hơi thở yếu ớt mà thôi. Nên chi, dầu nói vậy, nhưng đức thầy trót đã vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tái hòa, nên phải dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi. Ngài đi ngay lại bà Phật, lấy chung nước lã đem trao bà lão cho đứa bé uống. Chẳng mấy chốc, đứa bé tỉnh lại như thường, viết theo lời ông Đặng Thành Tựu: phụ bà, đức Phật dạy, khẩu nghiệp quả báo đa ư, thân ý nhị nghiệp. Nghĩa là quả báo của nghiệp miệng nhiều hơn nghiệp ý và thân. Đồng một chân lý ấy, đức Quỳnh Giáo Chủ đã minh quân, thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết. Thật thế, ý tưởng quấy, hành động sắp tạo tác diệt ác, ta có thể ngăn chặn nó lại được. Xong, một khi lời nói quấy phạm, ta đã mang vào khẩu nghiệp rồi. Cho nên, ta chẳng còn lại gì câu thống trách của đức thầy qua mẫu chuyện trên: mượn người ta thì mang ơn người ta chứ. Nó là một nhát búa sắc bén đẽo gọt những u nằn trong lời nói. Ngài đã quan trọng quá việc cẩn ngôn cẩn hành. Hơn một lần ngài đã khuyên bảo: bình nông dịch cũng đừng mời thỉnh đi cõi ngũ hành, chớ kha réo kêu, hoặc là chư thâm thần đâu có mất lòng mà kêu thần mắng thánh, vì đó là một việc tội lỗi vô ngần phạm vào ác khẩu. Khuyên đừng chửi thánh mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Để rồi vạch ra một phương thức tận tường trong lúc xử sự với mọi người cho khỏi mang ác nghiệp vào thân, ngài dạy: lựa lời tiên dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan
thai quyền nghĩa tế nhị lời thánh huấn ấy của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 13, dạy đạo cứu đời. Vào khoảng mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Quỳnh Giáo Chủ đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Ngộ Thành ở rạch So Đũa, tục gọi là Kinh Sáng Xà No, thuộc làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Tại đây ngài tiếp tục phát phù trị bệnh, bá tánh và tín đồ gần xa tới lui tấp nập. Hôm ấy có quý ông Hương Quảng Chiến ở xã Phú Thành, Hương Chủ Lâm Thơ Cưu ở xã Mỹ Hội Đông và ông Cả Nản ở xã Long Kiến cùng một số tín đồ từ Long Xuyên, Châu Đốc đến viếng Đức Thầy. Suốt nửa ngày người ta kéo đến nhờ Đức Thầy trị bệnh không ngớt. Sau đó ngài đem lời đạo lý ra bài giải, khuyến khích mọi người lo tu hành để thoát sự khổ triền miên từ kiếp này qua kiếp khác. Có đoạn ngài nói: tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chứ không phải trị bệnh để cứu đời. Nhưng tại bá tánh không hiểu, cứ kéo lại xin thuốc xin bùa mãi, buộc lòng tôi phải tạm dùng một ít giấy vàng, lá cây, nước lạnh mà giúp đỡ họ, để họ có dịp gần gũi và nghe được lời đạo lý mà thoát khổ. Chớ sau này số người ta mắc bệnh có lúc đông, không thầy thuốc nào trị kịp. Nói đến đây, ngài đưa bàn tay trái lên và điểm từ ngón mà nói rằng: nếu bây giờ bá tánh không tu, chừng sau đúng thời kỳ rồi thì con Phật Phật dắt, con ma ma bắt, con quỷ quỷ diệu. Viết theo lời ông Nguyễn Hữu Hạnh từ Hương Quảng Chiến. Phụ bạc: ở đời người ta hay cầu mong lợi lộc ở thực tại ngắn ngủi mà không nghĩ đến phần phúc lợi vĩnh cửu. Mẫu chuyện kể trên cho ta thấy rằng người dùng thuốc chỉ được hết bệnh trong một thời gian rồi cũng bị tái phát, vì lẽ còn mang nhục thể của một chúng sanh, tất còn bị ảnh hưởng của thời tiết bất hòa mà thường sanh bệnh hoạn. Bởi thời thay chuyển xây biến thể, thêm uống ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân trần trọc chẳng thế, còn phải bị nghiệp quả báo đền, khiến thân xác phải dương bệnh khổ lưu truyền mãi mãi. Rồi ôm đau bởi tài căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều báo ác. Chỉ có người tin hiểu đạo pháp để lo tu hành mới giải thoát các nghiệp khổ, hầu sống một cuộc đời không già không bệnh, chẳng ngày nào lo. Do đó Đức Quỳnh Giáo Chủ mới nói rõ: phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ hiện nay, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm hoa. Lại nữa, dầu ta có quy y cầu đạo mà chỉ đứng ngoài ngưỡng cửa, không chịu cố gắng thực hành theo quy điều giáo pháp của thầy tổ răn dạy, ba nghiệp thân khẩu ý vẫn còn như cũ, thì mong gì được sự tiếp độ của Phật tiên. Cho nên đến ngày rốt cuộc tâm ý ta tạo tác như thế nào thì nghiệp lực cũng sẽ hút về cảnh giới đó, như Đức Giáo Chủ đã bảo: địa ngục cung tài tâm làm quấy về thiên đàng, tâm ấy tạo ra cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiếng hay Phật cũng là tiếp theo
đến mẫu chuyện thứ 14, tùy thời và tiết kiệm. Năm 1939, người Pháp tình nghi Đức Thầy làm quốc sự, cho nên họ một ngày phải đến tỉnh Sa Đéc trình diện. Khi trình diện xong, Đức Thầy và ông chủ cưu đi về. Bây giờ trời mưa tầm tã, mây phủ tối đen, khách đi đường không còn qua lại. Vì có Đức Thầy và ông chủ cưu nép mình vào hiên phố đục mưa. Trời mưa đã tạnh, đồng hồ đã bon bon nghe 7 giờ tối. Đức Thầy và ông chủ cưu quần áo đều ướt cả. Đức Thầy bảo ông chủ hãy cởi áo ra vắt nước cho ráo, rồi mặc lại cho đỡ lạnh. Gặp cảnh nào xử sự theo cảnh ấy. Vì việc trình diện nên lỡ bữa cơm chiều. Lúc đó ông chủ cưu trình với Đức Thầy để ông tìm quán cơm. Ông đến một tiệm cơm, bảo chủ quán nấu hai phần cơm ăn. Chủ quán nói, vì giờ này tối rồi, không còn ai ăn nữa. Trong quán tôi hiện còn một con gà và nửa con cá mặn. Nếu làm hết thì tôi mới nấu, bằng không thì thôi. Suy nghĩ mãi, sau cùng ông chủ quyết định, thôi được, ông cứ nấu đi. Độ nửa giờ cơm dọn lên, ông chủ cưu mời Đức Thầy dùng. Đức Thầy thấy đồ ăn nhiều quá nên hỏi, sao ông bảo làm đồ ăn nhiều thế? Ông chủ cưu thưa, vì trời tối không còn ai ăn nữa. Nếu làm hết hai thứ này, ông chủ tiệm mới bằng lòng. Đức Thầy nói, nếu ăn xa xí như vậy thì tội lắm. Ngài lặp đi lặp lại câu nói ấy luôn mấy lần. Thực theo lời ông chủ Lâm Thơ Cưu, phụ bạc. Nghe qua mẫu chuyện ngôn hành của Đức Thầy, tuy có vài lời dõng dạc mà ý vị thâm trầm, đấy cũng là một tràng thuyết giáo có hai ý nghĩa: phải tùy thời và không xa xí. Ý nghĩa thứ nhất là phải tùy thời. Ta đã từng đọc truyện sử, thấy biết bao bậc cổ đức, các nhà chí sĩ nhờ biết tùy thời mà lập được công to chí cả. Lòng họ như nước, hễ gặp hình vuông thì theo vuông, gặp hình tròn thì theo tròn, gặp đất cứng thì thấm dần, gặp đất mềm thì tuôn qua cái một. Trong lịch sử Đông Phương cũng như Tây Phương, biết bao chuyện chứng minh sự tùy thời. Như xưa kia, việc câu tiễn nhờ biết tùy thời, gặp giận bỉ phải ép mình luồn lụy, có khi phải nếm phận của Ngô Phù Sai. Chẳng nài sự nằm gai nếm mật, chờ cơ hội quật khởi. Quả nhiên, việc câu tiễn đến hồi Vận Đạt đã trỗi dậy, làm cho vua Ngô trở tay không kịp, sự nghiệp Bá Dương phải sụp đổ. Cũng như Lưu Nguyên Đức, lúc ở chung với Tào Tháo, hằng ngày trồng rau nhổ cỏ, không tỏ mình có chí quân tử, ngồi giữa bữa tiệc làm rơi đũa để tỏ mình là kẻ tiểu nhân, hầu đánh lạc hướng nghi ngờ của Tào Tháo. Gần đây ta thấy Đức Thầy cũng phải tùy thời, vì dẫn nước chưa đạt, nền đạo chưa hưng thịnh, nên Đức Thầy phải đi trình diện với người Pháp. Đến thời cơ thuận tiện, Đức Thầy cũng xông pha lên vũ đài, cổ động quần chúng. Ngài cho biết, đấng làm gì ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Sự tùy thời là gặp dẫn nước nguy vong, gặp hồi pháp nạn chờ cơ hội, chứ không phải tùy thời mà cứ hưởng bổng lộc ngôi cao cho đến ngày mãn kiếp. Ý nghĩa thứ hai là sự ăn uống phải biết tiết kiệm, không nên xa xí. Vẫn biết loài người phải ăn uống để sống, làm công kia việc nọ, thế nên ai ai cũng nhận sự ăn uống là cần thiết, nhưng chớ nên nuông chiều theo khẩu dục, ăn những món cao lương mỹ vị mà giết hại loài vật quá nhiều, phải quan phí sinh mạng của chúng. Ta nên nhận rằng, vì sự ăn uống con người phải chạy sớm chạy chiều, cung phụng cho thân. Nếu không biết tiết kiệm, ăn xài xa xí, làm hao tiền tốn bạc, trở nên nghèo khổ. Có khi phải làm nhiều việc bất lành, cướp của, giết người hại vật.
Nếu mỗi người biết tiết chế sự ăn uống, không xa xí, thì cũng bớt được phần lớn của sự khổ. Lúc đó, con người không thấy ngoại cảnh chi phối, tâm họ được bình, tánh họ được tịnh, lòng họ được an nhiên, dân du cả vũ trụ. Vì họ ở trong đời mà không lụy gì đời. Cư trần bất nhiễm là người thanh, lần tốt đừng mê chứng bực hiền. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện thứ 15, lòng thành cảm ứng. Ông Lê Văn Phát và ông Phạm Văn Trà là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngụ tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang, đến thăm Đức Thầy ở Bạc Liêu vào khoảng tháng 6 năm Tân Tỵ 1941. Khi đến nơi, cửa ngõ nhà ông Ký Giỏi đã đóng kín. Thế vậy, hai ông đứng ngoài chờ đợi. Giây lát, cô Ký từ trong nhà bước ra, thấy hai ông, cô vui vẻ. Chào hai cậu. Hai cậu đến đây thăm thầy, tốt lắm. Xong độ này thầy cấm, vì lính kính giờ ngó theo dõi, gây sự khó khăn cho anh em đồng đạo. Mong hai cậu thông cảm cho. Tuy không thể vào thăm thầy được, nhưng hai ông vẫn luôn hy vọng sẽ gặp mặt thầy, dầu chỉ gặp mặt. Đêm đến, hôm ấy nhằm ngày gặp hát ngang cửa nhà ông Ký Giỏi có hát sướng. Người đi xem hát qua lại xôn xao. Hai ông lẫn trong số người ấy mà đi qua đi lại, mắt luôn liếc vào nhà ông Ký Giỏi, lòng vẫn luôn hy vọng gặp được Đức Thầy. Mỗi bước đi của hai ông là mỗi tiếng niệm Phật, mỗi nhịp thở của hai ông là mỗi lời gian giác sao cho được gặp mặt thầy. Chập sao, bỗng cánh cửa nhà ông Ký hé mở, Đức Thầy từ bộ ngựa trong nhà đi ra. Ngài giói tay lên dặn không tắt đèn điện, một tiếng cắt, chiếc đèn bật sáng. Ngài đi qua đi lại trước hành lang ba hiệp, mắt nhìn ra ngõ, rồi sau đó Đức Thầy đưa tay lên khóa không tắt đèn. Bóng đêm mờ mờ và lạnh khuất. Lúc ấy ở ngoài đường, hai ông lòng chỉ xiết nổi hơn qua, khi Đức Thầy đã đáp ứng đúng nguyện vọng của mình mong muốn. Chỉ thấy mặt Đức Thầy thôi cũng đủ rồi. Lời hai ông to nhỏ với nhau từ cửa miệng qua tâm tư cởi mở mừng vui. Viết theo lời ông Lê Văn Phát: Phụ bạc, dở trang Phật sử, ta thấy chư tổ chư sư trong khi giáo hóa quần sanh đều tùy duyên quá độ. Các ngài đều cảm thông nguyện vọng chí thành của mỗi chúng sanh mà ứng hiện, hoặc dùng lời nói, hoặc một cái nhìn, hoặc một hành động, nhất đều là đáp ứng những gì mà thế nhân mong muốn trong phạm vi chân chính. Xuyên qua chuyện bên thầy trên, hẳn chúng ta thấy nơi Đức Thầy một tha tâm không, một vị hòa Phật, mặc dù lời nguyện giá thì thầm của hai người bổ đạo song đã động đến mối tâm tư nơi ngài. Cho nên dù hiện giờ Đức Thầy còn ở tha phương, nhưng nếu với lòng tính thành tin tưởng vào sứ mạng độ đời của ngài, tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dâng lòng tưởng sân trình đáo lai. Có hiểu như vậy, trên đường hành đạo của chúng ta, dầu phải chịu ngàn cái đắng, phải trải qua bao khó khổ gian truân, bao sự thử thách lòng lừa, cũng không thể lung lay tâm trí. Và khi đã chọn đạo làm hướng bắc của địa bàn, chúng ta sẽ đạt đến chỗ thành công. Có thế mới được nấc thang vinh hạnh thầy riêng cho mình. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện thứ 16, chết ăn không được. Vào khoảng tháng 4 năm Canh Thìn 1940, một buổi chiều nọ, ông Lê Phát Huynh đi xuống tổ đình để nghe thầy thuyết pháp. Sau khi giải bài tường tận cho đồ chúng nghe về giáo lý nhà Phật, khi bàn đến việc quải đơm cúng tế, Đức Huynh giáo chủ hướng mắt về phía ông Huynh, ngài bảo:
Này ông trưởng, lúc mạnh ông ăn cơm mỗi bữa được mấy chén? Ông Khuynh vội vàng đáp: Bạch thầy, khi mạnh giỏi tôi ăn được khoảng 5-7 chén. Đức thầy hỏi: Còn lúc đau ăn được mấy chén? Bạch thầy, lúc đau tôi ăn chừng 1-2 chén là quá rồi. Đức thầy hỏi dồn: Lúc chết ông ăn được mấy chén? Với câu hỏi đột ngột ngoài tầm tiên liệu của ông Khuynh lặng thinh không đáp, vì chẳng biết Đức thầy muốn dạy gì. Tôi hỏi thật đấy, và ngài lặp lại một lần nữa. Ông Khuynh có vẻ lúng túng gượng trả lời: Bạch thầy, lúc chết ăn làm sao được mà? Đức thầy liền nhỏ nhẹ: Đúng thế ông ạ, khi chết con người không bao giờ ăn được. Sở dĩ con cháu cúng dỗ là để tưởng nhớ đến công ơn bậc sanh thành dưỡng dục, và để nhớ đến ngày chia cách đời đời. Tưởng công sự giống như sự tồn vậy thôi. Nhưng nếu sát sanh gà vịt nhiều thì linh hồn người quá cố sẽ chịu lấy quả khổ, và người sát sanh phải mang nghiệp trần mê. Ngài giảng luận một hồi lâu rồi vào trong. Lát sau ngài đi ra. Ngay lúc đó anh em đồng đạo đang bàn bạc nhưng chưa ngã ngủ được vấn đề. Thấy Đức thầy ra, một đồng đạo đứng lên bạch: Thưa thầy, như vậy chúng tôi đến ngày quải đơn muốn cũng phải làm sao? Mong nhờ thầy chỉ dạy. Đức thầy đáp: Cúng ít tội ít, cúng nhiều tội nhiều. Có một vị đồng đạo lẻ miệng: Không cúng được không thầy? Không cúng xa địa ngục. Lời này có vẻ quả quyết. Sau đó ngài xuống đọc bài thi báo hiếu đạo nhà cho tất cả mọi người đều nghe và khuyên nên cúng cha, viết theo lời ông Nguyễn Văn Thường. Sau đây kính mời quý vị nghe bài báo hiếu đạo nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Hoài đơn tiêm tất, phải vật heo, giết gà vịt để cúng kiến mới tròn hiếu đạo. Có người mang trong đầu óc một quan niệm hết sức sai lầm: cha mẹ tôi lúc sanh tiền không có ăn chay, như vậy cúng chay e cha mẹ không chứng. Quan niệm trên theo chân nghĩa đạo Phật ta có thể khẳng định là hoàn toàn sai lầm, vì trước kia đạo pháp chưa được mở rộng, con người chưa biết tu hành thì làm gì có chai lạc trong giới kỳ 14 rằm 29-30. Lại nữa, thử hỏi ngày kỷ niệm ông bà cha mẹ vui hay buồn đối với mình, mà mình đành lòng say xưa qua rượu nồng thịt béo, và theo kinh Phật và sấm giảng của Đức thầy, sau khi chết thần thức của chúng sanh phải theo dòng nghiệp lực cuốn hút theo căn nguyên tội hay phước mà họ sanh vào cảnh giới
vui hoặc khổ. Phước nhiều tiên cảnh lớn rày, tội nhiều sao đỏ nhiều ngày thắng thế. Như vậy còn đâu để ăn với uống. Thế nên đi cứ vào lời phán dạy sáng suốt của Đức Tôn Sư thì sự sát sanh cúng tế là điều tội lỗi vô hạn, làm cho kẻ chết phải mang nghiệp chướng, cũng như người bài vẽ cúng kiến phải gánh lấy một phần trách nhiệm khổ đau sau này. Vậy người con hiếu thảo phải do lòng thành kính và tu cầu cho linh hồn ông bà cha mẹ được an nhàn, chứ không phải cúng tế linh đình mà đạt được hiếu đệ. Ta hãy nghe lời Đức Giáo Chủ phân bài về điều này qua một đoạn trong bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Đôi lời kể lại nỗi hàn quyên mà ơn cháy to phí lắm tiền, tưởng vậy xác thân đã hạnh phúc nào nên chủ quan. Vào khoảng tháng 12 năm Bính Tuất 1946, Đức Thầy và các bộ đội kháng Pháp đang đóng văn phòng tại nhà ông Tư Đức, miền Đông. Ngài có ra lệnh về miền Tây đòi trên 40 tín đồ lên cho ngài dạy dỗ. Đúng ngày 28, tất cả đều có mặt đầy đủ tại tổ đình Hòa Hảo. Đức ông liền bảo anh em hãy trở về lo cúng Tết. Qua chiều mùng 1 trở lại đây và mùng 3 sẽ lên đường. Trong số này có ông Tạ Hùng Vĩ, một tín đồ đã quy y theo Phật giáo Hòa Hảo nhưng chưa được diện kiến Đức Thầy lần nào. Ông Vĩ bị bệnh sốt rét đã nửa tháng qua, đến nay chưa bớt, cơm giáo gì ăn cũng không được. Nhưng khi nghe có lệnh Đức Thầy đòi thì lòng ông rất vui mừng hăng hái. Đoàn người đi bằng xuồng nhỏ băng qua đồng tháp 10 để đến miền Đông, suốt 4 ngày mới tới vị trí. Trong 4 hôm ấy, ông Vĩ vẫn còn bị nóng lạnh, nằm luôn trong nó, không ăn được chi cả. Khi nào khát nước quá thì dối xuống, múc một ít nước cỏ rồi niệm Phật mà uống. Nhưng có điều là khi đến nơi, ông Vĩ thấy trong người hơi khỏe và nghe đói bụng, nên yêu cầu cô Tư, người có trách nhiệm nấu cơm trong văn phòng, lột cho ông một ít chén cháo. Ông Vĩ dùng luôn hai chén cháo, thấy ngon miệng quá nên múc thêm chén thứ ba. Chưa kịp ăn, bỗng thấy một cô nữ cán bộ tuổi độ 20 vai mang một túi đồ vừa bước vào vừa kêu cô Tư nói: "Tôi đi công tác về đói bụng quá, cô Tư có cơm cho tôi ăn ba hộp." Để túi đồ xuống, cô cán bộ ấy hỏi tiếp: "Anh Tư đi đâu vắng rồi cô Tư?" "Thầy tôi hôm nay đi hội nghị chưa về." "Thật anh nói lần nào đi hội nghị về cũng tối hết." Nãy giờ ông Vĩ ngồi lặng im theo dõi cử chỉ và lời nói của cô cán bộ. Lúc đầu ông chưa biết cô hỏi thăm ai, chừng nghe cô Tư trả lời: "Thầy tôi hôm nay đi hội nghị chưa về." Ông Vĩ mới rõ cô cán bộ ấy hỏi thăm về Đức Thầy. Bỗng nhiên ông thấy nơi ngực mình bị vật gì ngăn tức, hai mắt qua lên, đầu mặt nóng phừng phừng và tay chân đều run run khó kề lại được. Bởi theo ông thì cách xưng hô của cô cán bộ đó đối với Đức Thầy là quá vô lễ. Hàng triệu tín hữu ở miền Tây chưa một ai dám dùng ngôn ngữ như thế. Ông nghĩ nếu không phải là mới đến
thì ông sẽ cho cô một bài học đích đáng. Nên ông cố dằn xuống, nhưng không thể nuốt được chén cháo thứ ba. Ông chỉ sợ ngồi lâu tại đó, rồi không nén được lòng giận tức mà sanh chuyện lâu thôi, nên ông bỏ đi ra ngoài cho khuây khỏa. Ông chỉ lần bước theo con đường cặp mé rạch. Độ 10 phút sau, bỗng thấy một người từ xa đi lại. Mặc dù từ trước ông chỉ chưa gặp mặt Đức Thầy lần nào, nhưng khi trong tướng mạo người ấy thì ông định chắc đây là Đức Thầy. Qua cái chặt tay chào mừng, Đức Thầy liền hỏi: ông ở miền Tây lên tới đây hồi nào? Tất cả đều mình giỏi hết phải không? Đoạn rồi Đức Thầy một tay tròn qua vai ông Dĩ cùng bước đi, còn một tay ngài vừa vuốt ngực ông vừa nói: thầy của mình chứ thầy của người ta sao mà buồn tức. Đức Thầy lặp lại câu nói và động tác ấy luôn ba lần. Nghe qua, ông Dĩ quá ngạc nhiên, run sợ và tự nghĩ: tại sao mình chưa trình bày việc này mà Đức Thầy lại biết trước, và lúc nãy mình tức giận không đúng lý. Thế là ông bắt đầu nhẹ lại và cảm thấy bệnh trạng trong người gần như dứt hẳn, thuật theo lời ông Tạ Hùng Dĩ. Phụ bạc. Đọc câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy có ba điểm cần lưu ý. Điểm thứ nhất, ta thử nghiệm xét từ ngàn xưa nhẫn nay, chư Phật cùng các bậc Bồ Tát La Hán khi các ngài xuất thế độ dân đều rõ căn cơ và ý niệm của mỗi chúng sanh để tùy duyên cảm hóa. Ngay ông Tạ Hùng Dĩ chưa từng kiến diện Đức Thầy lần nào, chỉ ở nhà xem sấm kinh của ngài mà quy y thọ giáo. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tính tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài hồi. Thế mà Đức Thầy vẫn biết rõ tên họ ông Dĩ và đòi lên miền Đông cho ngài dạy việc. Điểm thứ gì là từ lâu ông Dĩ đã nuôi chí tan bọc, nên mặc dù trong lúc ông còn mang bệnh, nhưng khi được lệnh Đức Thầy đòi thì ông hăng hái ra đi. Suốt 4 ngày trong cảnh đồng tháp, ông Dĩ vẫn còn bị căn bệnh hoành hành, không cơm cháo chi cả, chỉ múc nước cỏ dưới đồng thành tâm niệm Phật rồi uống. Thế mà bệnh trạng của ông được giảm dần, thật đúng với câu: thành lòng nước ơi là nên hồ, hữu tâm chi đức cam lộ Phật ban. Điểm thứ ba là cái bệnh chủ quan không riêng ông Dĩ, mà hẳn ai mang thân chúng sanh đều còn căn bệnh này, không nhiều thì ít. Ông Dĩ là người còn đang tu học thì làm sao dứt khoát chứng tật ấy được. Hễ cái gì của mình thì đáng yêu, đáng quý, đáng giữ gìn, không muốn một ai xúc phạm đến. Người nào mình kính phục, nếu có ai khinh dễ hoặc đối xử tầm thường thì thấy khó chịu. Cho nên trong lúc cô nữ cán bộ kia dùng ngôn ngữ vô lễ đối với Đức Thầy thì bảo sao ông Dĩ chẳng buồn tức cho được. Nhưng may ha, Đức Thầy biết rõ cảnh trạng vừa xảy ra, nên ngài dùng lời pháp diệu mà cảnh tỉnh ông Dĩ: thầy của mình chứ thầy của người ta sao mà buồn tức. Lời cảm hóa ấy quả là một thứ linh dược vô giá, chẳng những có dịu năng trị được bệnh buồn tức của ông Dĩ, mà còn làm cho ông ý thức được hành trạng chủ quan ngã chấp của mình vừa qua thật không đúng lý. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 18, tùy cơ quá độ. Anh Năm Tính, người ở tỉnh Phú Yên, Trung Phật, di cư vào miền Nam từ năm 1940, ngụ tại nhà ông trưởng chấn xã Kiến An, quận Chợ Mới, An Giang. Vốn người chất phác làm ăn, nên anh ở đây ai cũng mến thương, và anh cũng trở thành tín đồ Phật giáo hòa hảo từ độ ấy. Nhưng một buổi tiếp chuyện với ông cả người, ông thấy anh Tính có lòng nhiệt thành đối với đạo,
nên kêu anh đi lên Sài Gòn với ông thăm đức thầy một lần. Anh Tính rất vui mừng và xin được cùng đi theo. Đúng ngày kỳ hẹn, anh Tính đến nhà ông Cả Mười tại xã Mỹ Hội Đông từ đêm trước. Chuyến đi này gồm có ông Cả Mười, ông Lâm Thơ Cương, anh Tính và một số đồng đạo khác. Trời vừa rửng sáng, con thuyền từ từ tách bến, lướt nhanh trên dòng nước cuồn cuộn đưa đi. Anh em cứ luân phiên chèo không ngừng nghỉ suốt ba ngày đêm mới tới chỗ đức thầy ở, 168 đường Lê Phe, Sài Gòn. Hôm ấy mọi người đều lên hết, duy có anh Tính ở lại giữ ghe và cũng chờ người hướng dẫn xin phép với đức thầy xong mới được lên. Anh ở lại ghe đợi tới chiều không thấy ai xuống hết, bèn bước lên đường đi thơ thẩn. Lần tới ngang cửa lầu chỗ đức thầy ở, lúc bây giờ đức thầy đang nói chuyện với số tín đồ ở các tỉnh. Ngài bèn đứng khoác dậy, khoác cánh cửa, đưa tay ngoắc anh Tính. Giữa lúc ấy mọi người đều ngạc nhiên được lệnh thầy, anh Tính rất mừng rỡ nhưng cũng phập phồng kinh sợ, nên vừa đi vừa niệm Phật. Vào đến nơi, đức thầy chỉ chiếc ghế bảo anh Tính ngồi và hỏi: ông ra đây làm gì? Dạ, con ra đây thăm thầy và nhờ thầy chỉ cho phương pháp để về đó tu hành. Ông muốn tu để được như thế nào? Con hiện giờ không vợ không con nên tu giải thoát, bạch thầy. Đức thầy bèn lấy quyển Khuyến Thiện in khổ nhỏ trao cho anh Tính và dạy rằng: ông đem về xem theo đây mà tu giải thoát. Được đức thầy tặng cho quyển giảng, anh Tính cảm thấy lòng mình thơ hới, tràn ngập nỗi vui mừng. Khi về nhà, anh Tính học thuộc lòng quyển Khuyến Thiện và thường suy nghiệm lý nghĩa trong đó. Nhờ thế, chẳng bao lâu anh thấu đạt con đường hành đạo, lo duy trì lục tự và tránh mười điều ác. Đời sống anh không bị ngoại vật chi phối và sự tu hành càng ngày càng tiến triển. Sau thời gian, trong một chuyến đi buôn nồi, ghe vừa tới dạng Kinh Sáng, xã Vĩnh Hanh, anh Tính ghé lại để bán số nồi. Kế anh bị trúng gió nặng. Xóm này nhằm anh em Tín hữu đạo Tam Kỳ, họ hết lòng lo chạy thuốc men cho anh nhưng bệnh không được giảm. Các chị ấy bèn hỏi: nếu anh từ trần, chúng tôi làm lễ an táng theo nghi thức Tam Kỳ được không? Anh Tính gượng gạo trả lời: tôi cảm ơn quý ông nhiều lắm, nhưng tôi đã quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo rồi, vậy xin các ông hãy vui lòng làm lễ an táng tôi theo nghi thức Phật giáo Hòa Hảo. Nói xong, anh Tính nằm xuôi tay thẳng chân mà niệm Phật, và hơi thở anh từ từ dứt hẳn, thuật theo lời cô Mai Ý. Phụ bàn: kinh Phật từng bảo, dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Thuốc hay không trị được bệnh tới số, Phật chỉ độ được những kẻ có duyên lành. Đồng một quan niệm trên, Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng bảo: cùng thù đã những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Dạ. Duyên lành rõ được khung điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Qua câu chuyện kể trên, chúng ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho việc tu thân lập hạnh của mình. Ngược dòng thời gian hàng chục thế kỷ về trước, những truyền thống của Phật giáo, các chư tổ chư sư trên phương diện giáo hóa chúng sanh đều nhờ ở chỗ tương hội cơ duyên mà thành quả. Như trường hợp của Đức Phật với năm anh em Kiều Trần Như, Đức Đạt Mạc Tổ Sư với vị tổ Huệ Khả, vân vân. Đức Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo trong thời hiện tại cũng thế. Ngài độ được anh Tính là do nhiều cơ duyên kết hợp giữa nhau trong nhiều tiền kiếp. Cho nên mặc dù anh Tính ở từ miền Trung lại được vào Nam và quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, cũng như được hạnh ngộ với ông Cả Mười mới có dịp đến gặp Đức Thầy. Lại nữa,
Trong lúc Đức Thầy đang làm chuyện với tín đồ ở các tỉnh, Ngài vẫn biết rõ nhiệt tâm tầm đạo của anh Tính và mở cửa lầu kêu anh lên. Thứ đến, anh là người đã mang sẵn một tâm hồn thoát tục, nên sau khi bái kiến Đức Tôn Sư, anh liền bạch Thầy chỉ dạy cho con đường tu hành giải thoát. Đức Thầy cũng tùy cơ duyên trao cho anh quyển khuyến thiện và dặn rằng về xem đó mà tu hành giải thoát. Đọc quyển khuyến thiện, chắc ai cũng biết trong đó hàm chứa một kho tàng pháp bảo. Nào mảnh gương xả thân tầm đạo của Thái tử Sĩ Đạt Ta, nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Nào là Ngài diễn tả một cách chính xác về tám nỗi khổ của kiếp sống nhân sinh trong cõi ta bà. Nào tám điều tột vui nơi miền tịnh độ để khuyến tấn mọi người tránh ác làm lành và chuyên tâm niệm Phật, hầu sau này siêu thoát về cảnh giới ấy. Trừ sông hiện ra thiện nghiệp lóc nguồn chân, Phật tiếp dần cho trồng cái lành gì quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Sau hết là trên bước đường mưu sinh của anh Tính rủi phải tâm bệnh nặng, nhưng tâm trí anh vẫn bình tĩnh sáng suốt, hành y theo lời chỉ giáo của Đức Thầy, chuyên tâm niệm Phật làm lành, bởi anh đã mạnh tin. Đơn lắm chung hòa lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Và giờ phút cuối cùng, anh Tính còn bảo anh em tín hữu Tam Kỳ nên an táng anh theo nghi lễ Phật giáo hòa hảo. Đấy là chủ đích căn bản của người nhất tâm hành đạo mà anh Tính là người đã thiệt thi trọn vẹn. Sống mơ sống ra phần râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện 19, đậu rớt. Vào thượng tuần tháng giêng năm Canh Thìn 1940, ông Ngô Thành Bá hân hạnh được Đức Thầy hướng dẫn đi dưới núi Tà Lơ. Sau khi trở về được ít hôm, ông Bá bị phát bệnh nặng, chạy chữa đủ thuốc men nhưng không thấy giảm. Càng trị thuốc nhiều chừng nào, bệnh ông Bá càng gia tăng thêm chừng nấy. Mà hễ ông nằm yên niệm Phật hoặc uống theo co thuốc nam của Đức Thầy thì bệnh cầm cự lại đó, chớ cũng không giết hết. Bây giờ ông Ngô Thành Bá mới nhớ lại lúc đi non gặp nhiều gian khổ, ông có than với Đức Thầy: đi non khổ quá. Đức Thầy liền nói: trò có duyên lớn cùng Thầy, nên trên trước bảo Thầy đem trò đi non giải căn quả để tu hành. Trò đi với Thầy 5-6 ngày, sau khỏi xa địa ngục 5-6 tháng. Ông Bá thưa: giải căn quả gì khổ quá, con xin Thầy có giải thì để về như thế sẽ giải. Giờ đây ông Bá mới biết lời nói ấy ứng nghiệm không sai. Gần 2 tháng, bệnh trạng của ông Bá vẫn cứ dây dưa mãi. Bỗng một hôm Đức Thầy tới thăm và bảo ông Hương Quảng Diệp đem xe đạp chở ông Bá về tổ đình cho nằm ở nhà phía sau những bệnh. Ông Bá ở đây thời gian, bệnh lần lần bớt. Hôm nọ Đức Thầy từ phía trước đi vào, thấy ông Bá ngồi trên chiếc giường với gương mặt đầy vẻ hân hoan. Đức Thầy liền hỏi: sao hôm nay coi bộ chú biểu vui mừng thế? Bạch Thầy, con thấy Đức Thầy mở đạo chẳng bao lâu mà người ta biết tu hành đông quá nên con vui mừng. Đông gì? Sau đây rồi họ cũng bị rơi rớt lần lần, chỉ còn một số mà thôi. Nói đến đây Đức Thầy lấy ngón tay chỉ cây xoài bên hông nhà đang trổ đầy bông và ánh, và kêu ông Bá nói tiếp: ông thấy các bông xoài kia không? Bây giờ mỗi bông đậu cả mấy chục trái,
nhưng đấy rồi bị giông qua gió lại, nó sẽ rụng dần dần. Tới lúc xoài già thì không còn bao nhiêu đâu. Chẳng những thế, đến khi đem lòng hái, nó bị nhảy lòng bớt một mớ, và đem về vú nó còn bị úng thúi nữa chứ. Tín đồ của thầy sau này cũng như thế đó. Thực theo lời ông Ngô Thành Bá: "Phụ bàn, thời xưa một nho sinh phải 10 năm đè sách mới được thành công. Học sinh thời này cũng phí một thời gian 15 năm theo học từ cấp tiểu học đến trung học rồi đại học vân vân mới đạt đến mức kết quả trên đường học vấn. Song dù nho sinh hay học sinh cũng vậy, từ ngày cấp sách đến trường cho đến khi thành tài, con số ấy chẳng còn được bao nhiêu. Trường hợp người quy y đầu Phật có khác đôi chút, bởi một học sinh bị rơi rớt giữa đoạn đường là do sự lười biếng, không bền chí hoặc gia đình nghèo túng mà không tiếp tục sự học vấn. Còn người tu không thể đổ cho sự nghèo túng được, bởi vì chẳng phải ai cấm việc lo làm, lòng trời lòng Phật lòng phàm khác nhau. Chỉ vì họ thiếu lòng kiên nhẫn bền chí mà phải bán đồ nhi phế, cho nên bất cứ một tôn giáo nào số tín đồ quy ngưỡng cũng đông cả, nhưng khi thành quả thì chỉ được một số nào vậy thôi. Cũng như một lớp học chỉ có 50 em học sinh, đến ngày thi cử không thể nào đậu hết số đó. Nhưng nói rất hết thì không thể được, chỉ đậu 1/4, 1/3 là cùng. Do đó, Đức Thầy lấy bông xoài mà dẫn dụ việc tu hành của tín đồ cho ông Bá rõ, bởi Ngài thấu đạt tâm trí của số người theo đạo. Ước ai dự đặng chi bần, tu theo nước lớn rộng bèn thả trôi. Cũng theo ý này, lúc giáo chủ thuyết pháp tại sân vận động xã Kiến An, Ngài có thốt: "Bây giờ bốn đạo thì đông, chớ sao chở xuồng dông không đầy." Rồi một lần khác trước đa số thích chúng, Ngài tức cảnh ngâm lên hai câu thơ: "Bây giờ bốn đạo dư muôn, sao rồi lọc lại một xuồng lưng lưng." Mẫu chuyện kể trên chắc ai cũng thấy nó trợ trưởng cho người hành đạo nhiều bài học quý giá, nhất là để ai quyết tâm hành đạo thì phải trả hết nghiệp nợ mà mình đã gây tạo. Bởi vì có tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa xe. Song sự trả nghiệp này có khi từ nhiều tiền kiếp dồn lại để trả một lượt, mà thuyết nhà Phật gọi là nhồng quả. Đức Thầy cũng minh xác một cách rõ ràng: "Ông nhồi quá cho người hành đạo lúc nguy nan, thôi chỉ cùng chăng. Nếu bền lòng vì quả cao thâm, chẳng chắc giả bỏ năm phần." Điểm thứ hai là sự kết quả của người tu phải cao diệu, thù thắng hơn một học sinh ở trường đời gấp bội. Mà nếu quả vị cao quý thì công lao phải nhiều, và có bền lòng kiên nhẫn trước gian lao thử thách mới đạt được thành công, như Đức Giáo Chủ đã từng dạy bảo: "Chốn Phật đường ráng trao đức cư hạnh, phải ở bền lòng mới rành trần ai." Hoặc là: "Tinh nữ thiện nam dình môi đào,
Tóm lại, người hành đạo có lòng kiên nhẫn mới trả hết nghiệp và khỏi lâm vào tình trạng rơi rớt như con sòi kia vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện 20, cùng một sự ăn. Lúc Đức Thầy đang lưu trú nơi tư gia ông Võ Mậu Thành tại xã Nhân Nghĩa, Cần Thơ, có ông Sáu Di là một tín đồ từ Long Xuyên đến viếng thăm Đức Thầy. Tiện việc ông Duyên bạch hỏi Đức Thầy về sự ăn uống của người tu ra sao. Đức Thầy bèn giảng dạy cho ông Duyên nghe, sự ăn uống là giúp cho cơ thể mạnh khỏe, hầu thi hành việc đạo nghĩa. Thân xác ví như chiếc xe, cơm là xăng, thực phẩm là nhớt. Xe có xăng nhớt mới chạy được, xe chạy bằng xăng nhớt mà nói rượu là quý, đem đổ vào xe sẽ chết máy. Thịt của các loài cá thì nặng nên chìm, xong mau tiêu. Còn thịt của các loài thú có dầu mỡ nên nổi nhưng lâu tiêu. Ông xét coi món ăn gì ăn vào mau tiêu và ít tội thì cứ dùng. Nên nhớ rằng ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Và người tu không nên chấp thức ăn ngon dở, nhiều ít, hoặc chú tâm đến các thức ăn trước khi dùng. Cũng như hiện giờ là 10 giờ, tôi khỏi cần biết lát nữa đây ông Hương Bộ cho tôi ăn món gì. Nghe được lời thánh huấn ấy, ông Duyên rất vui mừng, cởi mở và ghi nhớ mãi trong tâm tư. Lời bàn: người sống trong đời vì quá nuông chiều theo khẩu dục, nên góp hết tâm cơ trí não để phụng sự cho nó. Chỉ vì lời ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó mến. Mà nhân loại có thể gây ra vô số tội chướng để rồi phải luân chuyển báo đời. Bức thành ngã chấp phân biệt các thức ăn ngon dở càng lúc càng cao, lòng ô nhiễm mùi vị ngọt béo càng ngày càng sâu đậm. Do đó mà có người bị nghiệp lực trói buộc mãi trong sáu nẻo luân hồi. Cho nên ngàn xưa từ chư vị tổ sư, vị chí hàng tín đồ cư sĩ, trong lúc hành đạo đều rất thận trọng sự ăn uống. Khi xưa tôn giả Ca Chiên Di là một trong thập đại đệ tử của Phật, cũng nhờ sự ăn uống không phân biệt và đầy lòng từ ái mà ngài cảm hóa được một ông vua bạo ác trở về với đạo lý. Đức Quỳnh Giáo Chủ hiện nay cũng thế. Ngài dạy ông Sáu Di về sự ăn uống phải giữ tâm bình đẳng, không câu chấp thức ăn ngon dở, nhiều ít hay ngọt bùi mặn lạ. Đây quả là một lời thánh huấn, một khuôn vàng thước ngọc cho những ai muốn tiến xa trên đường đi đến quả Phật. Vẫn biết con người hãy còn mang nhục thể thì hẳn nhiên phải còn dùng vật chất mới sống, như chiếc xe cần có xăng nhớt mới chạy được. Nhưng nếu đem đổ rượu vào xe thì phải hư. Sự ăn uống của con người nếu không biết hạn chế đúng cách sẽ gây nhiều tội khổ. Cho nên Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo mới ân cần chỉ dạy món nào mau tiêu và ít tội thì cứ dùng. Và nên nhớ ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện 21, muốn tìm Phật. Vào khoảng mùa đông năm Giáp Thân 1944, Đức Thầy đang cư trú tại văn phòng Sài Gòn. Ông xã bộ tỉnh Châu Đốc nhưng có việc giáo sự nên đến đây gặp Đức Thầy. Công tác đã xong nhưng ông còn lưu lại mấy hôm. Một buổi sáng đẹp trời, Đức Thầy kêu ông Bộ nói: hôm nay ông xã đi dạo phố với tôi nhé. Được Đức Thầy kêu đi, ông Bộ vui mừng khó tả, liền thay y phục theo Đức Thầy. Hai thầy trò đi bộ rẽ sang nhiều ngã đường đến cổng một ngôi chùa ghé vào. Nhà sư trụ trì ra chào tiếp rất niềm nở. Khi bước vào khách đường, thấy một ông khách ngồi sẵn đó, nhà sư mời Đức Thầy và ông Bộ ngồi lại cùng bàn.
Đức thầy bảo ông bộ ngồi ngang khách, còn ngài thì ngồi ngang sư trụ trì. Nhà sư vừa rót nước mời uống, vừa giới thiệu ông khách với đức thầy và ông xã bộ. Ông khách đây là người ở Tây Tạng, vừa đến Việt Nam ta mấy hôm dài. Ông cũng là một Phật tử, nên cũng có viếng qua ít cảnh chùa trong đô thành, giờ còn lưu trú lại đây. Tôi nghĩ cuộc hạnh ngộ của chúng ta hôm nay ắt có nhân duyên tiền định. Qua sự bắt tay chào mừng, ông xã bộ liền hỏi ông khách: từ xa ông khách đến nước Việt Nam chúng tôi có việc gì quan trọng, hay chỉ tham quan các danh lam thắng cảnh thôi? Có thể cho chúng tôi biết lý do chăng? Với vẻ mặt vui tươi, ông khách Tây Tạng đáp: tôi sang Việt Nam với ý định tìm Phật, vì ở bên tôi có một chân sư cũng là thầy của tôi cho biết hiện giờ ở miền Nam Việt Nam có một vị Phật vừa giáng sanh cai đạo. Ông bộ liền hỏi tiếp: làm sao ông biết ai là Phật mà tìm? Biết chứ, ông Phật vừa giáng sanh đó, nơi cổ có tướng hảo, cổ ban ấn, thầy của tôi có dặn như vậy. Nếu hiện giờ có người đủ ban ấn cổ, ông dám nhìn không? Tôi nhìn liền, vì người thường không một ai có được tướng hảo như vậy. Lúc ấy đức thầy biết ông bộ muốn chỉ ngài, nên ngài dùng ngón chân cái ấn mạnh lên bàn chân ông bộ. Ông liền hội ý biết đức thầy không cho mình chỉ ra, nên lái qua câu chuyện sang vấn đề khác. Đoạn rồi ông nhìn lại đức thầy, mới sực nhớ lúc vào cổng chùa ngài đã dùng khăn bàn quấn kính cổ lại và giữ tư thế ấy cho đến bây giờ. Thì ra ngài đã biết trước và có dụng ý trong sự việc này. Hết câu chuyện tìm Phật, sang các câu chuyện đạo lý khác, đức thầy để ông bộ đàm thoại với hai người kia. Phần ngài thì vẫn im lặng cho đến khi từ giả ra về. Luôn mấy ngày sau, lòng ông bộ vẫn thắc mắc tại sao đức thầy không cho ông giới thiệu ngài với ông khách Tây Tạng. Khi được đức thầy giải rõ về tác dụng, ông mới yên lòng thuộc theo lời ông xã bộ. Phụ bàn: thông bình của người học Phật thường trải qua nhiều giai đoạn dò dẫm mới nắm được chân lý. Đầu tiên họ ngỡ là muốn tìm Phật phải vào chùa Am Liêu Cốc hay núi cao rừng thẳm mới gặp. Tiến thêm một bước, họ tưởng tượng ông Phật phải có những gì linh diệu thần thông, hoặc có tướng trạng khác với người thường như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chẳng hạn. Trường hợp ông Phật tử nói trên cũng chưa khỏi thông bình ấy, đành rằng các tướng trạng tốt đẹp là do người tu tập thiện nghiệp nhiều năm nhiều kiếp mà có. Song nếu hành giả còn chấp nê sự tướng thì không thể nào gặp được ông Phật thật chân tánh. Kinh xưa từng nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chúng ta thử ôn lại lời vấn đáp của Đức Phật và ông A Nan đại khái như vậy. Đức Phật hỏi ông A Nan: tất cả trong giáo pháp của ta, ông nhận thấy cái gì mà xuất gia tu hành? A Nan bạch: con thấy 32 tướng hảo của Phật trang nghiêm rực rỡ mà tu. Phật liền bác: ông nhận như vậy cũng tạm được, song các thứ ấy chỉ là ngọn ngành, là vọng tưởng quyển thuật, chứ chưa phải là căn bản. Vì vua Chuyển Luân Thánh Dương cũng có đủ 32 tướng hảo, và Ma Dương cũng có thể giả hình Phật được. Ở đây ông Phật tử Tây Tạng có nhiều tâm tìm Phật, nhưng chưa phá được cái vỏ hữu vi, nên ông tu hành đã lâu năm và gặp được chân sư mà vẫn chưa tỏ ngộ chân lý. Thảo nào Đức Lục Tổ khi xưa chẳng bảo: người đang đội nó mà đi tìm nó, kẻ cởi trâu lại cứ tìm trâu. Sở dĩ vị chân sư của ông khách Tây Tạng dạy ông cần phải qua Việt Nam tìm Phật với tướng trạng nơi cổ có ba ấn, là sư có dụng ý khi kiến diện đức thầy hòa hảo, may ra ông Phật tử này sẽ tìm được lối vào Phật tâm. Thế là vị chân sư ấy đã biết đức giáo chủ Phật giáo hòa hảo đang khai hóa vô vi chánh đạo. Nhưng khi ông Phật tử ấy đối diện với đức thầy, ngài đã dùng thật tướng vô vi, không cho thấy tướng trạng.
và tuyệt đối ngôn ngữ im lặng, khiến ông Phật tử ôm thất vọng trở về bổn quốc, chứ còn tìm đâu ra người cổ có ba ngón nữa. Và nếu ông ấy cứ tu như thế, cho dầu có tu suốt kiếp hay tìm khắp năm châu cũng không hề gặp Phật. Xét ra đức thầy đối với ông khách Tây Tạng có thái độ như vậy, chẳng phải thiếu lòng từ bi mà ngài có tác dụng đặc biệt. Vì nếu ngài cho ông khách thấy tướng mạo và nghe được lời giáo lý, thì sự việc đó nhà sư bên Tây Tạng đã dùng với ông nhiều quá rồi mà ông vẫn chưa thấy đạo. Đây là điều chứng tỏ tâm Phật với tâm Phật dẫu cách xa vô lượng dặm vẫn cảm thông nhau. Cho nên đức thầy phải dùng phương cách khác để cảm hóa ông ấy, nghĩa là sau thời gian ông tìm theo hình tướng văn tự mà không thấy được Phật, tất nhiên ông phải xét lại mà quay về tìm tâm vô vi thật tướng. Phật tại tâm chớ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi, và hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Hoặc giả ông khách trở về với thầy cũ của ông, bây giờ nhà sư mới đủ dữ kiện chỉ cho ông thấy được Phật lòng. Xưa lúc thái tử Sĩ Đạt Ta mới xuất gia, ngài tìm các thầy tu vấn đạo. Khi nhìn thấy pháp tu của các vị ấy không được giải thoát rốt ráo, ngài liền đến Khổ Hạnh Lâm tu lối ép sát hành khổ suốt 6 năm cũng vẫn chưa chứng đạo. Sau cùng ngài đến ngồi dưới cội bồ đề dùng tâm quán tâm thiền định 49 ngày mới đắc chánh đẳng chánh giác. Cho nên ngài hằng cảnh giác chư Phật tử: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng ký Như Lai. Nếu dùng sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, thật là người hành tà đạo, không hề thấy được Như Lai. Thêm một gương hạnh nữa, thần tú tu sát bên ngài Ngũ Tổ 30 năm trời vẫn chưa thấy tánh. Vì ông thần tú chỉ tu học theo văn tự hình tướng, còn Huệ Năng tu không đầy 1 năm mà tỏ ngộ và được Ngũ Tổ trao truyền tâm ấn cho làm tổ thứ 6, là vì Huệ Năng biết trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thời nay đức thầy cũng muốn ông Phật tử Tây Tạng nói theo gương hạnh của Lục Tổ, cho nên dù ngài chẳng nói gì, chớ thật ra ngài đã nói với ông Phật tử Tây Tạng rất nhiều rồi đó. Cũng như ngài tu Bồ Đề đang ngồi trầm tư trong một hang đá, bỗng nhiên chư thiên rải qua trời tán thán. Ngài tu Bồ Đề liền hỏi: những người rải qua tán thán là ai vậy? Chư thiên lên tiếng: chúng tôi là chư thiên ở thượng giới. Chư thiên đang tán thán những gì vậy? Chúng tôi tán thán ngài đang giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Ta chưa hề thốt một lời giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật, nhưng chư thiên quả quyết ngài không giảng gì hết. Cái được nói là không, cái được nghe cũng không, và chính đây mới là chân thật Bát Nhã Ba La Mật. Cũng trùng hợp như vậy, đức thầy hằng cho biết: tìm tội đạo màu trong phần pháp mơ, cho đời hiểu rõ ly chân không. Mà lý chân không chẳng phải ngoài bản tâm của mỗi người, nên ngài bảo: nhàn thánh tìm kim, kim nơi tâm, Phật cụ ngày xưa hãy răng tầm. Riêng phần ông Xã Bộ khi tiếp chuyện với ông khách Tây Tạng, ông đinh ninh rồi đây ông sẽ giới thiệu đức thầy có ba ấn cổ với ông khách, và khách sẽ rất sung sướng mà những ngài là Phật và cũng sẽ được nghe ngài giảng dạy đạo lý. Nhưng bất ngờ ngài lại không cho ông Bộ nói rõ ra, khiến sau đó ông phải suy nghĩ mấy ngày. Khi được đức thầy gợi ý, ông mới hiểu ra.
Còn nhà sư trụ trì, hiển nhiên ông đã biết nhiều về đức thầy, nên khi gặp ngài và ông bộ đến mới ân cần niềm nở và giới thiệu. Tóm lại, tác dụng của đức thầy đối với ông khách Tây Tạng là làm cho ba người trong cuộc đều học được bài học vô giá, vô pháp tướng mới là thiệt tướng, và hãy tìm kiếm cái không mới có. Thiết nghĩ không riêng về ba vị ấy, mà còn là bài học chung cho tất cả những ai muốn tìm Phật và tu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 22, đạo không thể mất. Vào ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Mão 1939, nhà nhà đều rộn rịp đón xuân. Các chậu hoa cúc, hoa cọ được đặt chung quanh bàn thông thiên hoặc trước cửa nhà. Những chiếc lục bình trên các bàn thờ, bàn khách, người ta cắm nhiều cành hoa tươi, hoa giấy đủ màu sắc, đủ kiểu cách. Rồi cờ xí, đèn lồng, đèn giấy cũng được treo bài mỗi cửa ngõ. Cho đến đường xá, dầu phên đều được hớt sữa, quét dọn, nhìn đâu đâu cũng thấy mát sạch, vui tươi. Chiều hôm ấy, ông Nguyễn Chi Diệp cùng ông Ngô Thành Bá đi xe đạp đến tổ đình để nghe đức thầy thuyết giảng đạo pháp. Cũng như thường ngày, khoảng 7 giờ tối thì đồng đạo tề tự chật ních từ nhà khách đến ngoài sân, ai nấy đều im lặng chờ nghe lời giảng khuyên của đức thầy. Đến 9 giờ, đức thầy thuyết giảng xong, mọi người tản mát ra về, chỉ còn lại một ít người. Ngài kêu ông Diệp và ông Biện Đài đem ghế ra sân ngồi hướng mát. Đức thầy ngồi trên ghế, còn bao nhiêu thì ngồi trên thềm đặt tại cửa. Bấy giờ trời trong sao tỏ, mùi thơm của các loại hoa hòa với khói trầm hương ngào ngạt, ai nấy đều nghe lòng mình thanh thoát như phủi hết bụi trần. Đức thầy bàn luận đạo lý thêm một hồi, đoạn ngài chỉ cho mọi người xem một điểm trời vừa xuất hiện, đó là sao tử vi. Như thấu hiểu tâm niệm, đức thầy nhìn ông Diệp và ông Đài nói: Này các ông sợ lắm phải không? Thời kỳ thầy biểu pháp độ đời, dẫu cho thực dân pháp và bọn tay sai có ác độc đến đâu cũng không thể nào hại đạo được. Chừng nào hào quang trên mặt trăng không còn chiếu xuống đất thì mới sợ đạo thầy mất. Bằng ánh mặt trăng còn chiếu thì đạo thầy vẫn còn cứu đời và lan rộng mãi mãi. Ngài còn nói thêm: Tất cả quy quyền hay thế lực đã chỉ là dung phân tưới nước cho đạo tốt thêm. Các ông cứ an tâm hành đạo, đừng lo sợ gì hết. Thuộc theo lời ông Nguyễn Chi Diệp. Phụ bạc, qua dòng lịch sử, ai cũng thấy từ những bậc được người đời xưng tụng là Phật Thánh hay Triết Nhân, Vĩ Nhân, cho đến những sự nghiệp vẻ vang, vĩ đại được lưu tiếng hình thu, tất cả đều thành công trong gian khổ, mà nhất là đạo Phật và những gì kế truyền. Bởi đạo Phật dập một lối đi ngược dòng luân lưu của nhân loại để đưa họ ra khỏi dòng sanh tử. Thảo nào người đời vẫn ngăn chặn đàn áp, vì họ xem đó là một chướng ngại lớn đối với họ. Họ đâu có ngờ lòng từ bi của vị khai sáng đạo Phật, Phật vị nhân sinh, và những người kế tiếp đối với chúng sanh thật bao la vô bờ bến, dầu phải đương đầu với trong gai khổ khó. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Và dù cho gặp lắm béo, từ bi vẫn niềm quyết leo khỏi rừng. Đâu nan chí mà việc cứ phải cuộc tan thương biến ư cài cành trần. Đó là một trong nhiều lần mà Đức Giáo Chủ đã thốt lên để khuyến tấn tín đồ vững lòng khi đương đầu với những cơn pháp nạn. Câu chuyện nói trên, tuy lời dạy của Đức Thầy ngắn gọn,
nhưng rất hiệu năng cho những tín đồ ngoan đạo, đủ niềm tin và kiên trí trên đường hành đạo và truyền đạo của mình. Về việc điểm trời xuất hiện như Ngài đã nói: trên trời xuất hiện từ gì, hòa minh sáng suốt, vậy thì dân ôi. Ở đây chúng tôi xin miễn bàn mà chỉ đề cập đến ánh sáng của mặt trăng ví như cái đạo. Ánh sáng mặt trăng lúc nào cũng tròn đầy và chiếu khắp trái đất, song sở dĩ có tròn khuyết và lúc sáng nhiều, lúc sáng ít, hoặc có hai đêm đầu và đêm cuối vắng mặt, đó là sự xoay chuyển của quả địa cầu mà bị khuất đi. Hễ bên này sáng nhiều thì bên kia sáng ít, ngược lại bên này sáng ít thì bên kia sáng nhiều, và bên này sáng trọn vẹn thì bên kia phải tối trọn vẹn. Chớ ánh sáng mặt trăng không bao giờ mất, hay có sáng nhiều ít hoặc tròn khuyết. Cái đạo cũng thế, nó rộng lớn trong cả vũ trụ vạn hữu, và lúc nào cũng như lúc nào vẫn lào lào sáng tỏ. Nó còn chan hòa vào lòng của mỗi chúng sanh và vạn vật, không nơi nào mà chẳng có. Dù một vật rất vi tế, nhưng nó lại không có hình tướng, sắc màu và ngữ ngôn đối đãi. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Cho nên gọi đạo là chân không, nhưng không mà chẳng không, nên gọi là diệu hữu. Tức là khi nào muốn cứu đời thì cái đạo ứng dụng ra ngàn phương tiện, nên gọi chung là chân không diệu hữu. Xong khi đạo ứng dụng vào đời để cứu độ chúng sanh, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông, thì nó phải đi theo định luật thăng trầm suy thành, ấy là do nghiệp quả của chúng sanh mà ra. Cũng như mặt trăng có mờ tỏ tròn khuyết là do sự xoay chuyển của quả địa cầu, và mây còn che hay hết che, chứ không phải tại ánh sáng của trăng có tròn khuyết mờ tỏ. Ở đây Phật giáo Hòa Hảo sắp đương đầu pháp nạn, là bị người pháp theo dõi và họ quyết dập tắt trong khi đạo vừa khai mở. Đức Thầy mới dùng lý lẽ trên để trấn tĩnh tín đồ. Ngài không cho đây là việc rủi trọn vẹn, mà còn là một việc may. Ta còn pháp nạn này thôi, mà còn chịu đựng qua mấy lần nữa, nên Ngài nói thêm: tất cả quy quyền hay thế lực đà chỉ là dung phân tưới nước cho đạo tốt thêm. Thật là một lời son sắc còn hơn liều thuốc trường sanh. Nó giúp cho toàn thể tín đồ giữ những niềm tin và ghi nhớ mãi mãi. Đạo Phật di diệu thầm thâm, dầu mà ông Nguyễn Chi Diệp trước ngày từ trần kể cho tôi nghe chuyện này. Khi nói tới đây, tiếng ông nói lớn lên với giọng đanh thép để biểu lộ lòng tin cứng cỏi trong tương lai Phật giáo Hòa Hảo. Nghe cái câu chuyện, tôi ngồi bưng ly nước hớp từ ngụm nhỏ mà nghe lòng cảm xúc nhớ lại quãng đời của mình trải qua bao lần pháp nạn. Giờ đây tôi vẫn còn ngồi nghe kể chuyện bên thầy đượm đầy đạo vị. Nghĩ gì đã qua chỉ là cơ thử thách đối với người tu vậy thôi. Lúc trầm rẫy rối nhiều sâu bỏ rồi ngẩn ngơ bỏ thao, ai thật tánh
bi quan ly hiệp, đời cùng đạo bi quan ly hiệp. Tâm lòng thành gian trưng chớ thiếp, đức từ bi tiếp dẫn linh hồn. Tóm lại, trăng có khi tròn khi khuyết, đạo có lúc thành lúc suy. Gặp thời hình hưng thì đạo phô bày hình thức và áp dụng mọi phương tiện vào đời để cứu độ chúng sanh. Còn gặp cảnh suy di thì đạo hòa ẩn trong lòng của mỗi người, mọi giới để hòa tài bảo đức, ẩn nhẫn hoài chờ đợi dẫn hanh thông. Cho nên khẳng định rằng, hễ loài người còn, tức đạo còn, mà đạo còn, tức sẽ còn người truyền đạo và hành đạo mãi mãi. Do đó, người hữu tâm hữu chí quả quyết, đạo không thể mất. Và bài rồi thành lại nên tuôn, vạn dân hưởng được nước nguồn mát. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 23, Đức Háo Sanh. Thời thơ ấu, Đức Thầy còn đi học tại trường quận Tân Châu. Hàng năm đến độ nghỉ hè thì Ngài về nhà và thường ra đồng ngắm cảnh. Ngài hay đi vòng theo các đám rẫy bắp và đậu đang trổ cờ kết trái, nhất là Ngài thường đứng nhìn những thửa ruộng xanh non vừa cao dài tất, ngọn hoặc cần câu đang lượn mình theo chiều gió. Thỉnh thoảng người ta thấy Ngài dừng lại một vài nơi với trạng thái im lặng nghĩ ngợi một vấn đề gì không ai hiểu được. Một hôm cũng như thường lệ, Ngài lần bước theo xem số người đang làm cỏ trong một đám đậu. Thấy người nào cũng bắt cóc xỏ sâu và cột bên đinh, Ngài nhìn theo các sâu cóc thương hại. Bỗng một con cóc từ chỗ mấy người làm cỏ nhảy quãng tới Ngài mặt Ngài. Ngài lẽ là lấy chân đè nhẹ lên mình con cóc vừa che khuất nó. Bây giờ số người làm cỏ đổ dồn về phía cóc vừa nhảy. Lành trí hơn, Đức Thầy đưa mắt nhìn tròn cỏ cao một bên rồi la lớn: "A à, con cóc!" Ai nấy đều tưởng cóc nhảy về phía đó thật. Miệng vừa hỏi cóc đâu, vừa quần kiếm hồi lâu không được, họ liền trở lại tiếp tục làm cỏ. Khi ấy Đức Thầy mới dở chân cho con cóc nhảy đi nơi khác. Thế là Ngài cứu thoát được một con cóc khỏi bị vô sâu của số người làm cỏ, thuật theo lời ông Nguyễn Hữu Truyền. Phụ bạc, xưa nay người có lòng nhân lúc nào cũng muốn thấy sự sống vui chứ không muốn thấy sự chết khổ. Kiến kỳ sanh bất nhận kiến kỳ tử, huống chi những đấng giác ngộ tâm tư của các ngài sông ướp khói từ bi từ lũy kiếp. Cho nên các ngài đâu nỡ ngồi yên nhìn cảnh chúng sanh đang đau khổ mà chẳng ra tay cứu vớt. Chính vì ấy Đức Giáo Chủ đã thốt: "Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh." Đọc câu chuyện trên, chúng ta hồi tưởng lúc Thái tử Sĩ Đạt Ta còn niên thiếu. Một hôm theo vua Giang tỉnh Phạm Dương dự lễ hạ điền theo tục lệ Ấn Độ thời ấy. Khi làm lễ xong, vua phải xuống ruộng cài trước 3 vòng, sau đó dân chúng mới bắt đầu làm mồi. Lúc vua cài, đất lật lên, những loài dế trùng bài ra, liền có các đàn chim đáp xuống tranh nhau mổ ăn những côn trùng ấy. Thái tử đứng nhìn cảnh bi đát mà than rằng: "Thế là tất cả chúng sanh trong cõi ta bà chỉ biết mạnh hiếp yếu, ăn thịt lẫn nhau vậy sao?" Ngài thấy mình có bổn phận tìm ra phương cách giải khổ chúng sanh. Khi vua gia cài đất xong, bước lên bờ ruộng, xe giá ra về, mà thái tử vẫn đứng im tại chỗ suy tư mãi. Đó là cơ duyên ung đúc để đến một ngày kia thái tử lìa cha
cho tới lúc ngày ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng mừng. Đức thầy hiện nay cũng thế, cũng chứng kiến cảnh chết khổ của chúng sanh, cũng tâm từ bi và ý chí đó ngài mới lâm vào. Lòng yêu sanh chúng luôn chuyện kiếp và ái dương trần đổi sắc thân và tuyền nên lúc lâm phàm dầu gặp hoàn cảnh chua cay thử thách ngài chẳng hề nao núng. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa sóng thuyền giáp rước đưa sanh chung, ngài còn cho biết chánh giác do cây từ bi mà thành, mà cây từ bi xuất phát từ một giống lòng nhân thương người mến vật. Kẻ học Phật phải đúc kết từ điểm nhỏ mới đạt được kết quả to lớn. Cho nên đối với loài vật nhỏ bé như loài cóc, Đức Thầy cũng xúc động từ tâm cứu độ. Ấy là ngài cũng muốn nêu gương cho tín đồ noi theo. Muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Đức Thầy thường dạy rằng, thế nên hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng. Và nhất là đối với các gia súc, trâu, bò, ngựa, chó, mèo, chẳng khá sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sinh hoạt hàng ngày. Tóm lại, không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được, và trong những ngày chay lạc, hãy cử hạn. Ngài còn đưa tầm nhận thức cho mọi người sâu hơn chút nữa. Ta không thể đem phép huệ đinh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Đây là nói đến sự trả giá của luật nhân quả lúc nào cũng nghiêm minh. Luật nhân quả thật là cao diễm suốt cầu kim, chẳng lọt một hễ loài người sát sanh nhiều, tức chịu quả chiến tranh nhiều, làm cho người và các loài vật đau khổ nhiều, thì sau đó mình phải bị đau khổ nhiều, không thể nào sai chạy được. Vì thế ta có thể quả quyết rằng, ai muốn khỏi sự chiến tranh đau khổ, muốn giải thoát cảnh sanh tử luân hồi, cần phải tu tập đức háo sanh làm trước. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến một chuyện 24 y kinh diễn nghĩa. Vào khoảng mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở Kinh Sáng Xà No, làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Từ khi nhà cầm quyền Pháp bắt Đức Thầy đem qua Châu Đốc rồi đưa luôn xuống Sa Đéc, ở đây 6 hôm, qua cuộc điều tra cạch vấn, họ tuyên bố lưu xứ ngài, tức là không cho ngài cư ngụ và truyền đạo trong các tỉnh Châu Đốc, Sa Đéc và Long Xuyên. Ngoài ra ngài muốn đi đâu tùy ý. Họ tưởng làm như vậy là chẳng đứng được sự truyền giáo của ngài. Chẳng ngờ khi ngài đến Nhân Nghĩa, người ta lại kéo đến nghe pháp, chép kinh giảng và chỉ bệnh càng lúc càng đông như lúc ở tổ đình Hòa Hảo. Sáng hôm nọ, Đức Thầy bắt đầu trị bệnh và thuyết giảng đạo lý. Đến 11 giờ trưa, ngài mới dùng cơm rồi vào phòng riêng an nghỉ. Bỗng có ba người khách đến. Khi đó ông Bộ Thạnh, tức là chủ nhà, có trách nhiệm tiếp khách.
Ông mời khách uống nước và hỏi thăm nơi ở cùng lý do đến, thì được ba ông khách cho biết: "Chúng tôi đều là người ở Cần Thơ, hôm nay đến đây xin được gặp Đức Thầy để hỏi chút việc." Ông Bồ Tát: "Các ông hãy đợi chừng một tiếng đồng hồ nữa, vì Đức Thầy mới vừa vào phòng nghỉ." Thấy ba người khách có vẻ hơi nôn nóng, ông Bồ Tát liền nói tiếp: "Nếu có việc gì cần gấp, các ông cứ trình bày, nếu thấy được tôi sẽ giải quyết cho, bằng không thì phải đợi Đức Thầy, chứ tôi không thể báo tin liền bây giờ được." Một trong ba khách đại diện nói: "Không có việc gì quan trọng lắm, chúng tôi đã quy y với Đức Thầy từ hôm ngày mới đến đây, nguyên vì chúng tôi có xem chút ít kinh Phật và đọc qua bốn quyển giảng của Thầy, thấy rằng muốn giải thoát sanh tử mà còn sát sanh cung ứng cho khẩu dục mỗi ngày, tức còn ăn chay tiền mỗi tháng 4 ngày như thế này, ắt khó mong đạt được ý nguyện. Nên hôm nay đến đây định xin với Đức Thầy cho phép chúng tôi ăn chay trường." Nghe xong, ông Bộ Hạnh vội vàng đáp: "Tưởng vấn đề gì, chớ việc ăn chay trường chắc Ngài không cho rồi." Ông Bộ Hạnh vừa nói tới đó thì Đức Thầy cũng vừa mở cửa phòng đi ngay lại bàn khách. Ông Bộ Hạnh vì ngồi xây lưng lại cửa phòng nên không thấy Đức Thầy, còn ba người kia ngồi đối diện nên đồng đứng dậy cúi đầu chào Đức Thầy, khiến ông Bồ Tát giật mình quay lại. Đức Thầy nói: "Tôi không cho tín đồ ăn chay trường hồi nào mà ông Bồ nói vậy?" Ông Thạnh miệng mấp máy muốn biện lẽ và tay chỉ xéo bên kia vậy, nhưng Đức Thầy đã biết ý nên nói trước: "Cách mấy hôm rồi, vợ chồng ông Sáu bên sông có qua đây hỏi ăn chay trường, nhưng sở dĩ tôi không chấp nhận mà bảo ông bà nên ăn chay trì rồi sẽ tiến lên lần lần, là vì trình độ và hoàn cảnh của hai ông bà ấy chưa ăn chay trường được ngay bây giờ, còn cơ duyên của ba người này thì ăn chay trường được. Vậy ba ông hãy về thực hành đi, Thầy sẽ chứng cho." Ngài vừa nói vừa ngó ngay ba người ấy, thuật theo lời ông Trương Minh Ký: "Phụ bạc, chủ yếu đạo Phật là đưa chúng sanh ra khỏi biển khổ sanh tử, cho nên người Phật tử khi đặt chân vào cửa đạo đều phải giữ hành trai giới, bởi sự trì trai giữ giới là phương tiện thoát ly luân hồi, Đức Thầy hằng dạy." Đồ lão muôn lắm sớm nghe tăng bố thí trì do đó nhà tu rất quan tâm đến sự ăn chay, tuy nó là hình thức bên ngoài song ai muốn thực hiện cũng không phải dễ dàng, vì những vị ngon thịt béo con người đã ô nhiễm từ lũy kiếp. Thế nên trong quy luật của đạo Phật có phân định từ ăn chay trì đến ăn chay trường để cho tín đồ dễ bề tu tập, ấy là tùy theo cơ duyên và trình độ của mỗi hành giả mà áp dụng. Thế mà cũng có nhiều người nhận xét chưa tin tưởng nên còn thiên chấp, chê khen hoặc áp dụng không đúng tiết. Như có hạng người khi đọc đến hai câu giảng: "Chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh." Thì cho rằng ăn chay mỗi tháng 4 ngày là quá thấp. Cũng có số người khác khi thấy ai ăn chay vượt hơn 4 ngày liền cho đó là sai quy tắc của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Sự nhận xét của hai hạng người nói trên đều còn phiến diện đáng tiếc. Nếu ai chịu nhìn toàn diện giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và suy cứu sự dụng ý của Đức Thầy một cách chính xác, ắt họ không còn bị lầm lẫn thiên chấp nữa. Đạo Phật rất cao sâu và thực tế, ấy là chân lý chắc thật, song khi áp dụng cứu đời thì nó rất hòa hợp cơ duyên cho mỗi chúng sanh. Nói cách khác là vừa khế lý và cũng vừa khế cơ.
Nếu không đủ hai dữ kiện ấy là mất hết thực chất của đạo Phật. Cho nên người xưa đã bảo: Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nói đạo mà không hợp căn cơ của người nghe thì mắc phải cái lầm là nói quang cho Phật ba đời. Bằng nói đạo mà không đúng chân lý thì lạc vào ma thuyết. Trường hợp ông Bộ Thạnh nghe Đức Thầy khuyên vợ chồng ông Sáu không nên ăn chay trường, chỉ nên ăn chay kỳ lần lần. Rồi khi gặp ba người khách, ông Thạnh cũng nói y vậy. Ấy là ông kẹt trong chỗ y kinh diễn nghĩa và nói quan cho Phật. Nên ông Thạnh bị Đức Thầy dạy: Tôi không cho tín đồ ăn chay trường hồi nào mà ông Bộ nói vậy. Nếu bảo mỗi người mới tu đều phải ăn chay trường thì không phế cơ. Vậy chúng ta hãy đào sâu vấn đề tại sao lúc mới khai đạo Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hoàng Hảo dạy tín đồ chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Bởi có hai lý do. Một, sự ăn chay đối với người chưa tu hoặc mới tu đâu phải là một chuyện dễ. Vì chưa quen và lòng từ bi giác ngộ chưa cao, nếu Đức Thầy ra quy tắc mỗi tín đồ phải ăn chay trường thì dù họ muốn tu cũng ngán không dám vào đạo vì sợ ăn chay không nổi. Thế là hộp giống lành của họ bị hút cơ nảy nở. Hai, bằng chí khi mới vào đạo mà bảo phải ăn chay trường trong lúc trình độ giác ngộ chưa cao thì sợ e chỉ ăn một thời gian rồi thối chuyển. Hoặc giả người mới tu thường có cao vọng mau thành và hiểu lầm rằng ăn chay sẽ được thành Phật. Hẳn người này cũng chỉ tu được một thời gian, khi gặp nghịch cảnh thử thách liền bỏ đạo thôi tu. Đành rằng hễ tu thì phải ăn chay hoặc nhiều hoặc ít. Trong bá gia nhiều ít lòng chay và chữ nam mô trì giới giữ chay. Nhưng hành giả hãy nhận rõ chay được tánh, chay tâm mới quý. Vì mục đích của sự ăn chay là để tăng trưởng lòng nhân, nuôi dưỡng đức tánh từ bi và diệt lòng tham sát để khỏi luân hồi quả báo. Cho nên ăn chay muốn được kết quả tâm cần phải thanh tịnh, chớ chẳng phải ăn chay ngoài cửa miệng hay bằng hình thức suông. Tu hành nào luôn bằng chay, miệng tâm thanh tịnh gặp mưa ngày an cư. Để hầu hết chúng sanh dễ về tu tập, Đức Thầy tùy cơ duyên của mỗi người mà giáo huấn. Bắt đầu từ quy tắc người mới vào đạo ăn chay mỗi tháng 4 ngày năm 1939. Nhưng đến năm 1942 đến năm 1947, Ngài cho tín đồ ăn lên mỗi tháng 6 ngày. Ngoài ra còn có những tín đồ ăn lên 10 ngày mỗi tháng hoặc ăn trường. Ngài cũng tùy theo trình độ mà mặc nhận. Xong có điều Ngài quyết định toàn thể tín đồ phải tuân thủ là tu đúng con đường trung đạo, chớ không được tu lối ép sát hành khổ. Và trong đó Ngài có viết một đoạn: Vậy Phật chẳng buộc ai phải ăn ở khổ hạnh, và cũng chẳng biểu ai ăn ở sung sướng, chẳng ép ai ăn chay, chẳng suối ai ăn mặn, tùy theo trình độ và lòng nhân của mình. Theo ý đoạn văn trên, ta thử tìm hai từ ngữ chẳng suối và chẳng ép. Thấy rằng chữ chẳng suối là ý Thầy không cho tín đồ làm việc gì đó, nhưng tại họ muốn làm hoặc chừa bỏ chưa được. Còn chữ chẳng ép là dụng ý Thầy muốn bảo tín đồ làm, nhưng vì họ còn yếu sức hoặc kém giác ngộ chưa thực hiện được. Vấn đề ăn chay ở đây cũng thế. Tóm lại, diệu dụng của Phật Pháp đối với chúng sanh bao giờ cũng khế cơ và khế lý. Vậy nhà tu nên nhận xét cho thấu đáo mới khỏi bị hiểu lầm lời chỉ giáo của Đức Thầy trong việc hành truyền đạo Pháp của mình. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sâu
Đến mẫu chuyện 25, muốn có thần thông. Vào năm 1944, người Pháp cố tình chặn đứng, không cho đạo Phật giáo hòa hảo bành trướng. Chúng cho lùng bắt những người đang hoạt động đạo đức ở các tỉnh, đưa cho ngồi tù hoặc đài ra côn đảo. Bây giờ Đức Thầy đang cư trú tại Sài Gòn, Ngài kêu gọi những tín đồ ấy cùng lên ở với Ngài để ẩn lánh một thời gian. Trong số đó có ông giáo Khương, người ở tỉnh Châu Đốc. Hôm nọ ông Khương ngồi lo nghĩ, chẳng biết hiện tình trong tỉnh nhà ra sao. Ông liền khởi lòng mong ước, phải mình có phép thần thông để nghe hết mọi việc khắp nơi như thế nào. Lúc ấy Đức Thầy vừa đi ngang đó, chừng như rõ được tâm ý của đệ tử, Ngài tươi cười hỏi: bộ ông giáo muốn có thần thông lắm sao? Nghe Đức Thầy hỏi, ông Khương giật mình, cười thẹn chứ không đáp được lời chi. Còn Đức Thầy hỏi rồi cũng bỏ đi luôn. Ông Khương ngồi suy nghĩ, mình mới tu mà nhiều cao giọng quá. Sau đó vài phút, bỗng nhiên ông Khương được thấy rõ ràng bà Bộ Hạnh và hai đồng đạo đang chèo một chiếc ghe chở đầy thực phẩm từ Nhân Nghĩa, Cần Thơ tiếp tế lên Sài Gòn. Ghe đi đến đâu và mọi người trong ghe nói chuyện và tắm giặt dùng cơm ra sao, ông Khương đều nghe thấy rõ hết. Bây giờ ông rất mừng rỡ nhưng không giấu kín trong lòng được, bèn đem thố lộ cho hai người bạn biết. Ông nói: ghe tiếp tế của bà Bộ Hạnh ở Nhân Nghĩa, Cần Thơ lên tới rồi. Hai người ấy cùng hỏi: anh ở trên này có ai báo tin mà biết chuyện ấy? Không ai cho tin, nhưng tôi biết có như vậy, và chắc khoảng 9 giờ ngày mai là ghe sẽ tới đây. Hai người bạn không tin, cho rằng ông Khương nhớ nhà rồi đặt chuyện nói láo cho vui, bèn rủ ông đánh cá. Nếu việc y như vậy, chúng tôi thua anh 2 tô hủ tiếu và 2 ly cà phê. Bằng không, anh phải bao tiền cho 2 đứa tôi đủ như vậy, chịu không? Ba người bằng lòng trong việc ăn cá với nhau, nhưng không dám nói lớn vì sợ Đức Thầy hay quở trách. Qua hôm sau, ba người cùng ngồi chung bàn đàm thoại và chờ xem kết quả. Đợi đến 8:30, cũng chưa thấy gì. Hai ông bạn kêu ông Khương nói: giờ này anh giáo cùng hai chúng tôi đi ra tiệm nước là vừa. Ông Khương đáp: chưa đâu, đúng 9 giờ, đồng hồ gõ xong mới biết ăn thua chứ. Hai người bạn với nụ cười đắc thắng nói: đợi tới đó cũng được. Đồng hồ bắt đầu gõ 9 giờ, bỗng thấy người gác cửa vào trình bày với Đức Thầy: bạch Thầy, có ghe tiếp tế của bà Bộ Hạnh ở Cần Thơ lên tới. Hai anh bạn đồng ca ngợi ông Khương. Đoạn ba người dắt nhau ra tiệm hủ tiếu, ăn uống xong đồng trở về an toàn. Họ yên trí rằng không ai hay biết, nhưng sau đó ít phút, Đức Thầy từ trên gác đi xuống, nhìn ngay ông Khương cười nói: ông giáo vừa được ăn hủ tiếu và uống cà phê rồi phải không? Nghe thấy được bao nhiêu đó thôi nha ông. Từ giờ phút ấy về sau, ông Khương không còn nghe thấy như mấy ngày trước nữa. Thực theo lời ông giáo Khương: phụ bạn, thường tình người ta khi gặp cảnh nghèo khổ hoặc bị đàn áp buộc ràng thì hay nảy sinh cái ước muốn làm sao cho mình được vượt qua hay thỏa ý. Từ đó, xã hội loài người thường xảy ra những cuộc ghét thương hiềm khích và đấu tranh gây khổ, rồi cứ thế mà trả dai lên xuống trong bánh xe sanh tử. Ở đây ông giáo Khương nhờ hấp thụ giáo lý Phật Đà qua lời giảng của Đức Thầy, nên sự ước muốn của ông không đến đổ gây khổ cho ai. Tuy nhiên, sự ước muốn ấy chưa phải là thực tế và cao cả, vì còn trong lợi ích cá nhân. Chính ông cũng thấy được chỗ đó, nên khi nghe Đức Thầy hỏi bộ ông giáo có thần thông lắm sao, thì ông rất hổ thẹn cho sự ước vọng của mình. Bởi lẽ người muốn có thần thông ít ra phải tự diệt lục căn, đừng nhiễm lục trần, hoặc tiêu trừ hết phiền não mới chứng đạt. Trường hợp này, Đức Thầy rất thông cảm cho tín đồ,
Vì lẽ ông Khương mới đặt chân vào cửa đạo là phải gặp cảnh xa cách gia đình thân quyến để đi lánh nạn, cho nên ngài muốn an ủi ông Khương vơi bớt nỗi nhớ nhung, mới tạm chút quyền nhiều giúp cho ông Khương được hai phép nhãn thông và nhĩ thông. Nhưng khi có được thần thông, ông Khương lại không biết thận trọng để phải dướng dấp những điều sai lầm như sau. Một là giữ kín sự màu nhiệm trong lòng không được, lại đem phe với hai người bạn. Điều này đối với người tu gần chứng đắc rất cấm kỵ, bởi Bồ Tát còn thấy mình có chứng đắc thì chưa phải là Bồ Tát. Đã thấy mình có được, có đắc hoặc có chút vui mừng cũng chưa được, huống hồ là đem phe phang với mọi người. Hai, lợi dụng sự thấy nghe rõ ràng, nắm phần chắc trong tay, ông Khương đem đánh cá với người bạn để được ăn cuộc. Tuy đây là cuộc mua vui nhỏ nhặt, nhưng trong đó cũng có những ý ăn thua, ý tham, điều mà hầu hết nhà tu cần phải tránh hẳn. Ba, đã biết điều mình đánh cá với hai người bạn là sai, nếu đức thầy hay được sẽ khiển trách, nhưng ông Khương vẫn cố giấu, quên nghĩ rằng phép thần thông sức tu của mình chưa chứng được mà phải nhờ đến tha lực, mà người ban cho tha lực ấy là đức thầy chứ còn ai nữa mà hòng che giấu ngài. Do đó ông Khương và hai người bạn từ tiệm nước trở về tưởng đâu an toàn, không ngờ đức thầy rõ hết sự tình nên ngài nhìn ông Khương nói: ông giáo vừa được ăn hủ tiếu và uống cà phê rồi phải không? Nghe thấy được bao nhiêu đó thôi nghe ông. Thế là sau giờ phút ấy, ông Khương bị mất hết thần thông. Và lúc bấy giờ, ông nhận được sự thần thông quyền diệu của Phật và các điều sai sót của mình. Đọc câu chuyện trên, chúng ta không nên vội vàng chê trách ông Khương mà vướng thêm cái bệnh lo thấy lỗi của người khác. Vì người mới vào đạo lâm vào hoàn cảnh ấy chưa chắc ai khỏi bệnh. Vậy điều cần thiết là chúng ta nên rút ra bài học kinh nghiệm cho đường tu của chính mình là hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 26, lời khéo khỏi tai nạn. Lúc đức thầy mới khai đạo năm 1939, ông Phủ Nẫm, tức quận trưởng Chợ Mới, là lãnh trách nhiệm của nhà cầm quyền pháp, đặt người theo dõi sự khai hóa đạo màu của ngài. Hắn mật báo với chánh tham biện tỉnh Long Xuyên rằng đức thầy mưu toan quốc sự. Mặt khác, hắn lùng bắt những người truyền bá kinh giảng Phật giáo hòa hảo và ra lệnh cho ban hộ tề các xã trong quận hãy biên tên những ai đã quy y với đức thầy, nạp hết danh sách để hắn căn cứ vào đó mà lọc lừa và cho lính xuống bắt đánh đập tù đài. Lúc bấy giờ ở xã Long Điền có hai ông Năm Cống và Nguyễn Văn Sóc. Thấy tình thế như vậy, hai ông liền bơi xuồng lên bờ bão để gặp đức thầy. Ngài liền hỏi: có gì không? Ở dưới họ biên tên những người theo đạo và bắt bớ phải không? Hai ông liền thưa: bạch thầy, thật đúng như vậy, chúng tôi sợ quá không biết làm sao. Đức thầy ôn tồn bảo: hai ông về yên tâm, nếu họ có đến hỏi thì cứ nói tôi theo đạo ông Tư Hòa Hảo, ông dạy tôi ăn chay làm lành đánh dữ, xưa đi thuế đóng. Hai ông lấy viết ghi xong lời dạy ấy, đức thầy liền đứng dậy, mặt ngài bừng đỏ và nghiêm trang, đưa cánh tay ra xòe bàn tay vừa dằn xuống vừa nói: không chỉ xưa đi thuế đóng như vậy thôi đâu. Ngài lặp lại câu nói ấy ba lần mới ngồi xuống. Nghe xong, ông Cống và ông Sóc tỉnh lễ rồi xá chào đức thầy từ giả ra về. Qua hôm sau thì có làng lính đến hỏi đặng biên tên vào danh sách. Hai ông đều trả lời đúng theo câu đức thầy đã dạy. Họ chép đi văn bản báo cáo lên bình, nên hai ông khỏi bị bắt trong đợt đó, thực theo lời ông Nguyễn Văn Sóc. Phụ bài: người xưa từng bảo một lời nói có thể làm cho nước thịnh nhà an, và cũng vì một lời nói mà làm cho nhà ta nước mất. Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Thật vậy,
Lời nói có hiệu năng tạo ra muôn hình dạng trạng khác nhau. Có khi từ hòa ái trở thành nghịch thù, từ nghịch thù chia rẽ trở nên hòa nhã yên vui. Cho nên người đời cần cẩn thận trước khi sử dụng lời nói, phải tùy thời tùy chỗ mà áp dụng, chớ không cố định. Có lúc lời nói phải cương cường, nhưng có lúc phải nhu hòa mềm dẻo, miễn làm sao đem lại sự kết quả là được. Cổ đức từng răn dạy, trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần. Người đời vì không biết thận trọng lời nói nên thường chuốc lấy tai hại. Nhưng vua Tề thời chiến quốc ỷ khôn khinh ngạo trường dạng trong cuộc đánh cờ, nên bị trường dạng đập cho một bàn cờ chết tốt. Còn người biết cẩn ngôn cẩn hạnh, sử dụng lời nói đúng thời đúng cảnh, thì dù ở trong hang hầm bẫy gặp cũng có thể yên thân. Như trường hợp ba anh em Lưu Bị lúc thất thời còn ở đậu với Tào Tháo, thân như cá nằm trên thớt. Lưu Bị suốt ngày chỉ lo trồng rau cải, ai thấy cũng cho là kẻ tầm thường. Một hôm Tào Tháo mời Lưu Bị dự tiệc và hỏi: đương thời với chúng ta, ai là kẻ anh hùng? Lưu Bị liền chỉ quanh quẩn, nào là Diên Thiệu, Diên Thuật, nhân dân, đều bị Tào Tháo bắt hết, và cho rằng những kẻ ấy đều là tầm thường, chỉ có Lưu Sứ Quân và Tháo Tây mới là anh hùng. Lưu Bị giật mình buông hơi chiếc đũa, may ra lúc ấy có tiếng sấm sét, bị liền giả vờ xin lỗi Tháo, vì tiếng sét bất ngờ làm tôi hết hồn rơi đũa. Nhờ thế từ đó Tào Tháo coi thường Lưu Bị, nên ba anh em mới thoát thân và sau làm nên sự nghiệp. Nếu Lưu Bị không có lời khôn khéo, chưa chắc gì khỏi chết dưới tay Tào Tháo. Ở đây dưới thời Pháp thuộc, họ muốn tiêu diệt những người cốt cán trong đạo Phật giáo hoàn hảo, nên hai ông Năm Cống và ông Nguyễn Văn Sóc làm sao chẳng lo sợ. Xong để tránh an và giải cứu tín đồ, Đức Thầy dạy hai ông câu nói: tôi theo đạo ông Tư hoàn hảo, ông dạy tôi ăn chay làm lành đánh giữ, xương đi thuế đóng. Một câu nói tuy thấy không thường nhưng vô cùng khéo léo. Trong lúc có người vì quá sợ không dám nhận mình là tín đồ Phật giáo hoàn hảo để khỏi bị bắt, Đức Thầy lại dạy hai ông trả lời trong giấy đầu của câu nói, tỏ ra cứng rắn không có chí khí: tôi theo đạo ông Tư hoàn hảo. Qua giấy sau của câu nói tỏ ra mềm dẻo nhẫn nại: ông dạy chúng tôi ăn chay làm lành đánh giữ, xương đi thế đóng. Làm cho bọn đàn lính và người Pháp hiểu rằng người theo đạo Phật giáo hòa hảo rất hiền lành dễ trị, nên họ giảm bớt ám hại phần nào. Nhờ đó hai đồng đạo này khỏi bị bắt. Sở dĩ Đức Thầy dạy tín đồ ẩn nhẫn như thế là vì chưa phải lúc cho chúng ta chống cự với người Pháp. Ráng nhẫn trăm phần giàu khó nhẫn, dạ thưa quan chức phận làm dân. Còn điểm chót, Đức Thầy nhấn mạnh ba lần: không chỉ xưu đi thế đóng như vậy thôi đâu. Ngài muốn tiên tri cho tín đồ biết sau này là ấy sẽ còn nhiều hơn nữa. Thật đúng như vậy, từ ấy đến nay qua mấy thời kỳ nạn xưu cao thế nặng mỗi lúc mỗi tăng, mà dân chúng phải gánh chịu. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện thứ 27.